đây nhá. Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy em không ạ? Bây giờ em sẽ chuẩn bị lên mã rẻ đi. Bây giờ em sẽ chuẩn bị lên mã rẻ. Cú pháp chốt đơn của chúng ta sẽ là mã kèm số điện thoại. Các chị thả like, thả tim lên giúp em đi mọi người ơi. Các chị ơi, các chị thả like, thả tim lên cho em mạnh mẽ lên mọi người ơi. Rồi. Bây giờ em sẽ lên cho các chị là mã rẻ nhá. Đợi em ghim lại, đợi em ghim số tài khoản này. Bạn ơi, ghim số tài khoản của tôi với. Rồi, ok la chưa ạ? Các chị ơi, thả like, thả tim lên giúp em. Lại các mạnh thường quân ơi, cho em xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và một lượt chia sẻ với các hội nhóm đi mọi người. Các mạnh thường quân cho em xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và một lượt chia sẻ về các hội nhóm giúp em nhá mọi người ơi. Mọi người đẩy like đẩy view lên giúp em đi ạ. Đẩy like đẩy view lên giúp em mạnh mẽ lên mọi người ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên chương trình live stream. Em sẽ lên cho các chị là mã rẻ kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Các chị comment đúng cú pháp giúp em là rẻ kèm số điện thoại ạ. Rẻ kèm số điện thoại giúp em nào. Mã đầu tiên lên đơn ạ. Mã đầu tiên em lên đơn cho các chị. Các chị comment rẻ một kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Em sẽ lên thật nhanh để cho các chị được nhiều sự lựa chọn nhá mọi người nhá. Các chị lên đơn cho em này. Mã hàng rẻ một kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rồi em lên bắt đầu mã đầu tiên cho các chị em mình là một mã mốt. Trời ơi, một bản mốt tráng gương. Một bản mốt tráng gương cho em. Siêu đỉnh và siêu đẹp. Cú pháp chốt đơn của nhà em là mã kèm số điện thoại. Ai đang ngồi ở cái máy nào, ai đang xem livestream ở máy nào thì các chị ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn giúp em. Vì khúc này là cực kỳ gay cấn luôn. Em lên đơn nhanh luôn và ngay cho chị em mình. Được chưa ạ? Đấy, em vừa báo cú pháp chốt đơn này rẻ một kèm số điện thoại này. Em chưa lên giá luôn. Đã thấy chị Huệ Trần lên đơn rồi này. Ok la chưa? Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều. Các chị lên đơn cho em mã hàng rẻ một kèm số điện thoại giúp em. Em kỷ niệm các chị một mã mốt tráng gương như thế này. Nhà em đang bán giá là 169.000 đồng. Hôm nay em tặng các chị 69.000 đồng luôn. Ok la chưa? Rẻ một kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 69.000 đồng nha các chị nhá. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ một kèm số điện thoại giúp em. Đỉnh của chóp luôn, các chị nhìn này. Tráng gương dập nổi ạ. Rẻ một kèm số điện thoại giúp em 69.000 đồng. Ai lấy các chị comment đúng cú pháp chốt đơn là rẻ một kèm số điện thoại. Ai nhận được tin nhắn là shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn nhá mọi người nhá. Rẻ một kèm số điện thoại giúp em 69.000 đồng. Được chưa ạ? Nhà em sẽ không đọc tên chốt đơn nữa để em sẽ lên cho các chị rất rất là nhiều mã nhá mọi người nhá. Em đứng đây, chị đứng đây và bóc hàng thôi. Nhân viên chỉ đứng đây và bóc hàng và phục vụ cho em mình thôi. Rẻ một kèm số điện thoại giúp em 69.000 đồng. Siêu rẻ và siêu đẹp. Ok la chưa ạ? Rẻ một kèm số điện thoại 69.000 đồng. Mã rẻ 2 em lên cho các chị là một lại tiếp tục một bản gấu mốt tiếp tục cho em. Đỉnh đẹp luôn. Em này là thêu. Em này là thêu toàn bộ luôn. Ok la chưa ạ? Thêu tay, thêu ngực và thêu tay. Thêu cả hai tay luôn. Các chị lên đơn giúp em là mã hàng rẻ 2 kèm số điện thoại giúp em. Mã này đắt này các chị này. Mã này là hàng đắt của nhà em thì các chị biết rồi đấy. Các chị đi mua hàng tất cả mọi nơi, những cái bản theo này nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà em cũng lên đơn cho các chị bằng mã rẻ 1. Ok chưa các chị yêu? Rẻ 2 cho em, lên đơn cho chị em mình. Rẻ 2 màu trắng kèm số điện thoại ạ. Ôi các chị ơi, khẳng định với các chị luôn là siêu rẻ luôn. Không cần phải nhắc lại nữa. Vì các chị nghe cái cú pháp chốt đơn là các chị đã biết là rẻ như thế nào rồi. Rẻ 2 màu trắng kèm số điện thoại và rẻ 2 màu đen kèm số điện thoại giúp em ạ. Rẻ 2 em có 2 màu nhá mọi người nhá. Rẻ 2 màu trắng kèm số điện thoại và rẻ 2 màu đen kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 69.000 đồng. Em ơi quá rẻ luôn. Rẻ 2 màu đen. Ôi dồi đi dồi ơi. Em đọc cái tên mã mà em mua cả màu luôn. Em ơi bán rẻ quá. Nhưng em bán rẻ, chất lượng không hề rẻ một chút nào. Các chị cứ nhận hàng và cảm nhận. Ok là chưa? Các chị muốn nhận hàng và cảm nhận giúp em. Rẻ 2 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Cảm nhận cái kia nhé. Rẻ 2 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 2 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi tiếp tục em lên cho các chị này. Mã này của nhà em nhập vào đã là 150.000 đồng rồi. Mã này nhà em nhập vào đã là 150.000 đồng rồi. Ngày hôm nay em tặng các chị sale 50% là còn bao nhiêu ạ? 150 chia 2 75.000. Nhưng mà không bán với giá 75.000. Quên đấy, không nhớ.
bán cho các chị với giá là 66.000 đồng bản bôn men lưới giúp em. Mã này các chị lên đơn giúp em là các chị nhận được tin nhắn chốt đơn chưa ạ? Các chị nhận được tin nhắn chốt đơn chưa ạ? Vì là nhà em lúc này là em đang lên rất là nhanh cho các chị rồi để các chị được có nhiều sự lựa chọn. Vì bây giờ cũng là cái khúc này là khúc mà chốt gay cấn rồi mọi người ơi. Đó, các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 3 kèm số điện thoại giúp em. Em tặng em kỷ niệm các chị không đi mua được ở đâu giá này luôn. Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại 66.000 đồng bản bôn men siêu xinh. Mã này mặc yêu dã man luôn. Ai thích cái kiểu phong cách len lưới thì các chị chốt đơn liền giúp em đây. Khách ơi len lưới đây mọi người ơi, đẹp lắm ạ à, chị yêu ơi, chốt đơn cho em. Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em, được chưa ạ? Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại. Cú pháp chốt đơn là gì ạ? Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 66.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 3 em có màu trắng 66.000 ạ. Xỉ bằng lẻ lên luôn. Rẻ 3 em có màu đen 66.000 đồng. Rẻ 3 đưa cho hậu chốt đi cháu. Rẻ 3 em có màu nâu 66.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đỉnh đét luôn mọi người ơi, 66.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 3 màu nâu 66.000 đồng ạ. Rẻ 3 màu đen 66.000 đồng. Rẻ 3 màu trắng giúp em 66.000 đồng mọi người. Rẻ 3 ơi, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 66.000 đồng ạ. Rẻ 4 em lên cho các chị là một mã siêu cấp VIP. Ai được tin nhắn là shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn nhá. Nhà em sẽ không đọc tên chốt đơn. Nhưng mà nhà em vẫn đang, hệ thống của nhà em vẫn đang lên đơn cho các chị. Chứ nhà em không chốt ảo như nhà người ta. Là cứ lên mã ngày mai gọi điện. Các chị nghe điện thoại hoặc là chắc chắn các chị mua hàng thì mới chốt đơn không ạ. Nhà em vẫn chốt đơn, các chị vẫn in đơn đàng hoàng. Ok là chưa ạ, đâu đưa chị mã rẻ 3. Đưa chị mã bill của mã rẻ 3. Đó, rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đưa chị đây. Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 3. Đây, khách cứ comment là nhà em in đơn chốt đơn liền. Được chưa ạ, nhà em không đọc tên nhưng mà khách có đơn nhá mọi người ơi, nhà em không đọc tên nhưng tất cả các khách đều có đơn, được chưa ạ? Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 66.000 đồng. Các chị đã nhận được tin nhắn chưa ạ? Ai nhận được tin nhắn rồi các chị comment cho em là ok. Ai nhận được tin nhắn rồi các chị comment cho em là ok giúp em. Rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 66.000 đồng. Ok là chưa ạ? Các chị thích xem cái gì các chị comment cho em là xem. U là trời, mã rẻ 4 này mọi người. Rẻ 3 lên giúp em. Rẻ 3 lên giúp em màu nhá mọi người nhá. Ok em nhận rẻ 3 này. Ok, ok em nhận đơn rẻ 3, ok. Ok chị Huyền nhận được tin nhắn đúng không? Ok ạ. Rẻ 3 giúp em, ok chị Ngọc có này, ok chị Dung này, ok chị Lan Anh này, ok. Các chị ơi comment cho em. Ok nhá, rẻ 3 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Hello chị yêu, bây giờ em lên rẻ 4 cho các chị. Rẻ 4 ạ. Rẻ 4 em nhận đơn, em tặng các chị luôn. Mã này của nhà em là hàng siêu cấp VIP xịt sò full tắc mắc bằng bản vịt LV giúp em. Ok la chưa ạ? Các chị thích xem mã gì các chị comment cho em là xem. Nhá mọi người nhá, các chị thích xem mã gì các chị comment cho em là xem. Xem cái này xem cái kia gợi ý giúp em. Mã này các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 4. Rẻ 4 giúp em. Em tặng em kỷ niệm các chị. Giá bao nhiêu ạ? 68.000 đồng. Lên đơn giúp em mã hàng rẻ 4 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 4 kèm số điện thoại ạ. 68.000 đồng. Em nhận đơn nhá mọi người ơi. Rẻ 4 kèm số điện thoại 68.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 4 kèm số điện thoại giúp em 68k. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Rẻ 4 ạ, 68.000 giúp em. Rồi ok, ok em nhận đơn rẻ 4 này. Rẻ 4 bổ sung số điện thoại giúp em chị yêu ơi. Rẻ 4 bổ sung số điện thoại giúp em. Khách mới các chị lên giúp em số điện thoại. Khi các chị nhận được tin nhắn là shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn thì các chị bổ sung giúp em địa chỉ lên luôn livestream hoặc là địa chỉ vào inbox giúp em. Ok like cho các chị yêu. Rồi rẻ 4 em nhận đơn nhá. Ok chị, rẻ 4 kèm số điện thoại giúp em. Phong cân nặng dưới 65 cân mình mặc ok la. Rẻ 5 cho em. Rẻ 5 em tặng em kỷ niệm các chị một mã chó của nhà Lai Quốc giúp em. Siêu đẹp, siêu đỉnh. Rẻ 5 kèm số điện thoại giúp em. Mã này số lượng em không còn nhiều đâu nhá mọi người ơi. Em nhập vào đã là 113.000 rồi. Em bán tặng khách xỉ 115.000. Em bán tặng khách lẻ là 119.000. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 5. Rẻ 5 giúp em kèm màu. À rẻ 5 màu xanh kèm số điện thoại ạ. Rẻ 5 màu xanh kèm số điện thoại giúp em mọi người ơi. Fedex nét càng ok vẫn lên đơn rẻ 4. Ok chị yêu em nhận đơn rẻ 4.
rẻ 5 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Rẻ 5 kèm số điện thoại áo xanh phía sau mã gì vậy chị? Rẻ 5 áo kèm số điện thoại là mã nào ạ? Áo xanh phía sau là áo len hay mã nào? Các chị ơi, các chị ấy cho em. Các chị ơi, các chị gợi ý cho em là áo xanh và có cái gì để em lên nhá. Rẻ 5 kèm số điện thoại giúp em. Hậu ơi, rẻ 5 báo xuống kho. Rẻ 5, em báo xuống kho hôm qua nó báo số lượng ở cái tờ giấy mà con báo. Là số lượng đấy, cho em một chút đi. Rẻ 5, ôi chết rồi, tao đang bán hàng tự nhiên tao cởi áo. Rẻ 5, rẻ 5 119.000. 119.000 mọi người ơi, ai lấy các chị lên đơn. Ok, xuân cởi áo nhá. Rẻ 5, 119 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Giá siêu rẻ 119.000 em nhận đơn. Các chị comment đúng cú pháp giúp em. Rẻ 5 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 119.000. Quá rẻ luôn. Đây, phục vụ khách yêu hết nước chấm luôn. Phục vụ khách yêu hết nước chấm luôn nhá mọi người ơi. Mã này các chị lên đơn giúp em, mã hàng rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. U là trời, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Các bác ơi, các bác nhìn cái màu giúp em này. Đỉnh của chóp luôn. Xinh lắm. Mã này xinh lắm luôn. Mã này vào vụ không bao giờ các chị mua được với giá này. Mã này vào vụ... là mã rẻ 5. Mã này vào vụ không bao giờ các chị mua được với giá này luôn. Ai lấy các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. Cho chị mã đi em ơi, ghi mã vào giúp chị. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. Xinh không? Yêu dã man luôn. 279.000 đồng. Ngày hôm nay em chốt sale các chị. Được chưa ạ? Ngày hôm nay em chốt sale duy nhất trên livestream này cho các chị. Hơn 100 người xem này, 200 này, còn hơn 500 người xem. Ok, là hơn 500 người xem. Mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ về trang cá nhân và một lượt chia sẻ về các hội nhóm. Các chị đang xem livestream ở fanpage nào, các chị ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn giúp em. Vì buổi livestream ngày hôm nay mà các chị săn được hàng, em đảm bảo các chị sướng rên luôn. Ai không săn được hàng các chị tiếc nửa đời người. Giá bao nhiêu ạ? 210.000 đồng. Rẻ 6 210 kèm số điện thoại. Giúp em 210 kèm số điện thoại. Hết livestream ngày hôm nay trở về giá 275. Các chị tranh thủ cú pháp chốt đơn. Rẻ 6 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em, màu siêu xinh các chị ạ. Mặc em này hack tuổi cực kỳ luôn. Mặc em này hack tuổi cực kỳ luôn. Ok, rẻ 6 2 cái ok la này, 2 cái 110.000. Ok, rẻ 6 em nhận đơn. Rẻ 5 okay. Là 119.000 đồng nhá mọi người nhá. Ok, rẻ 6 em nhận đơn này. Ok, các chị lên đơn giúp em, giá rẻ 6 là 210.000 đồng nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Rẻ 6 kèm số điện thoại ok. Ôi giời ơi. Cho đơn rẻ 6 ok. Ok la này, rẻ 6 kèm 210.000 giúp em. 210.000 nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em, chuẩn bị cho chị áo chó đằng sau đi em. Áo len chó đằng sau. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em, siêu xinh. 210.000 chó hồng em ơi. Rẻ 6 kèm số điện thoại 210.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 6 kèm số điện thoại ok, em nhận đơn, em không đọc tên và các chị có đơn. Các chị ơi, các chị giờ các chị mở phần, các chị mở tin nhắn của mình ra. Các chị mở tin nhắn của mình ra, các chị thấy shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn nha các chị yêu nhá. Rồi bây giờ em sẽ lên cho các chị rất là nhiều mẫu, em sẽ cố gắng lên 100 mẫu cho chị em mình. Đây là nhà em sẽ không đọc tên chốt đơn nữa vì đọc tên chốt đơn mất rất là nhiều thời gian các chị yêu ạ. Sẽ có những cái livestream mà em sẽ tương tác với các chị và có những cái livestream em chỉ lên mẫu để cho các chị được săn hàng. Ok là chưa ạ? Những livestream nào mà em đọc tên là nhà em sẽ nhét bill luôn. Những livestream em không đọc tên là em không nhét bill. Các chị có quyền đổi mà đổi trong những cái phạm vi là ngắn ngắn thôi nhá, từ mã 3, mã 4, mã 5 đổi với nhau thôi. Chứ đừng đổi từ mã 3 lên mã 60 là chết em luôn. Đây em chết luôn được đây chứ không sống được đâu. Các chị ạ, mã này các chị lên đơn giúp em. Mã bao nhiêu rồi ạ? Rẻ mấy ạ? Rẻ 7 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 7 kèm số điện thoại. Một em gấu của hàng siêu cấp VIP. Siêu đẹp luôn, các chị nhìn cái màu này, màu xanh than. Các chị mặc trắng da vô cùng luôn. Nhận đơn của các chị 149.000, ngày hôm nay em chốt sale các chị còn 79.000 đồng. Nhẹ nhàng như đẩy xe bò luôn. Các chị ạ, rẻ dã man luôn. Cú pháp chốt đơn là rẻ 7 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn, rẻ 7 kèm số điện thoại nha mọi người nhá. Rẻ 7 kèm số điện thoại giúp em, hàng siêu cấp VIP xịn sò như thế này. Phun túi zip ở bên trong có giấy chống ẩm, túi chống ẩm cho các chị luôn, được chưa ạ? Zip vòng quanh thế giới không hề bị ẩm mốc một chút nào.
Ai có đơn các chị comment cho em là rẻ 7 dồn đơn. Ai chưa có đơn các chị lên giúp em là rẻ 7 kèm số điện thoại. Ok, rẻ 7 bổ sung số điện thoại giúp em nha khách mới nhá. Rẻ 7 bổ sung số điện thoại giúp em. Các chị mua trên 3 sản phẩm đến sản phẩm thứ 3, các chị vui lòng cọc giúp nhà em để nhà em lên đơn cho chị em mình. Ok, rẻ 7 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn, rẻ 7 kèm số điện thoại cho chị váy canh mặc khách hỏi. Rẻ 7 kèm số điện thoại. Các chị muốn xem cái gì, ok, các chị comment cho em là xem nhá mọi người nhá. Các chị muốn xem cái gì, các chị comment cho em là xem. Rẻ 7 kèm số điện thoại giúp em. Em nhận đơn giá bao nhiêu ạ? 100... Bao nhiêu? 79. Quen mồm bán một hơn 100 rồi các chị ạ. Bây giờ sale rẻ quá. Rẻ 7 kèm số điện thoại 79.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 7 là 79.000 nhá mọi người ơi. U là trời. Mã rẻ 8 cho em một bản nai. Mã rẻ 8 cho em các chị ơi. Một bản nai này các bác này. Nai nổi cho em nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Chất liệu là loang. Chất liệu là loang loang. Rất là phê luôn. Em ơi bóc ra chỗ khác đi không nói là phải đấy. Phun túi giấy xịn sò như thế này. Phun túi giấy xịn sò như thế này luôn. Các chị lên đơn giúp em mã hàng. Rẻ mấy rồi ạ? Rẻ 8 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 8 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Em tặng em kỷ niệm các chị luôn 169.000 ngày hôm nay. Đúng yêu cầu luôn. Đúng cú pháp chốt đơn luôn. Rẻ 8 kèm số điện thoại tặng kỷ niệm các bác 119.000 đồng. Hết là hết không về thêm. Rẻ 8 kèm số điện thoại giúp em 119 ạ. Siêu đẹp phong cân nặng dưới 65 68 cân mình mặc ok la. Rẻ 8 kèm số điện thoại giá bao nhiêu ạ? 119.000. Ôi dồi ôi 119.000 các chị ơi. Các bạn ơi các bạn hô to giúp tôi nhé. Được. Rẻ 8 kèm số điện thoại bạn Tân hô lên để cho các em làm việc. Rẻ 8 kèm số điện thoại giúp em 119.000. Eo ơi quá rẻ luôn. Rẻ 8 kèm số điện thoại 119.000 nhá mọi người ơi. Em ơi cho chị cái mã này ra xong em ơi báo mã cho Long để Long làm mã. Ok em nhận đơn rẻ 8 này. Ok rẻ 8 bổ sung số điện thoại giúp em các chị yêu ơi. Khách mới bổ sung số điện thoại giúp em. Khách mới bổ sung số điện thoại giúp em mọi người ơi. Rẻ 8 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Cú pháp chốt đơn kèm số điện thoại giúp em. Mã này các chị lên đơn giúp em mã hàng. Rẻ 9 kèm số điện thoại. Kéo ơi. Phê chưa? Phê đét nét căng vẫn đang lên rẻ 8. Ok em nhận đơn rẻ 8. Ok các chị yêu luôn. Ok chị yêu có rẻ 8. Ok ạ. Rẻ 9 kèm số điện thoại giúp em. Mã này nhà em đang bán là 149.000. Màu nâu cực kỳ tây. Hàng siêu cấp VIP các chị nhìn chất này. Nhìn full tác mắc giúp em. Cực đẹp luôn. Rẻ 9 kèm số điện thoại em nhận đơn 79.000 đồng. Các chị lên đơn giúp em ạ. 79.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 9 kèm số điện thoại 79.000 đồng nhá mọi người ơi. Ôi áo gấu râu xinh xỉu luôn. Mặc em này cực kỳ hách tuổi. Mặc em này cực kỳ hách tuổi luôn. Ok. Rẻ 9 kèm số điện thoại. Khách mua trên 2 sản phẩm đến sản phẩm thứ 3, các chị vui lòng cọc giúp nhà em nhá mọi người nhá. Mua từ 3 sản phẩm trở lên, các chị vui lòng cọc giúp nhà em. Em ơi cho chị xin giá nhé. Em ơi chuẩn bị giá cho chị mã này. Rẻ 9 kèm số điện thoại. Ok em nhận đơn rẻ 9 bổ sung số điện thoại giúp em các chị ơi. Ok la này. Ôi ai đang mong chờ em áo chó này. Các chị thả like thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Chấm 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 giúp em. Cho các chị nhau mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ đi. Em đảm bảo không làm các chị thất vọng đâu nhá mọi người ơi. Đảm bảo không làm các chị thất vọng. Em xin phép bán tặng các chị mã này. Nói luôn này, các chị mua 100 cái thì không có. Mọi người ạ, các chị mà muốn mua 100 cái thì không có. Nhưng mà mấy chục cái thì em có thể phục vụ các chị. Các chị chấm lên giúp em, các chị thả like, thả tim cho em. Đăng ký giúp em mã hàng này. Riêng mã này, em bán lỗ tặng các chị. Được chưa ạ, riêng mã này em bán lỗ tặng các chị luôn. Em đảm bảo thị trường không ai phục vụ được các chị giá này. Lưu ý cho em, áo len của nhà em là hàng loại 1 nhá mọi người nhá. Nó dày như thế này luôn. Bây giờ nhà mình bán len, chuẩn bị phải mang cân lên mà. Chuẩn bị phải mang cái cân lên đây. Để cho các chị kiểu như là bán áo len phát là phải cân luôn. Ok, vẫn lên rẻ 8. Ok, rẻ 8 bổ sung số điện thoại cho em chị yêu ơi. Rẻ 8 bổ sung số điện thoại cho em đi ạ. Mã này là mã bao nhiêu rồi ạ? Rẻ 10 kèm số điện thoại. Em phải ngồi cái anh Tân để anh Tân nhìn mã. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em. Các chị nhìn mặt sau này. Siêu yêu luôn. Các chị nhìn mặt sau siêu yêu luôn. Rẻ 10 kèm số điện thoại 209.000 đồng.
rẻ không ạ? Em nói thật với các chị là khi mà em làm mã là rẻ rồi thì em khẳng định với các chị là rẻ luôn, chứ không phải bảo là làm mã rẻ mà đi bán đắt cắt cổ đâu các chị ơi. Mã này em bán các chị 209.000, lỗ, không sản xuất được các chị ạ. Xinh xỉu luôn, dày như thế này cơ mà. Các chị nhìn này, đanh chưa? Các chị nhìn cái cổ ạ, cổ tay này, nó đanh chưa? Nó ôm sát vào tay mình như thế này luôn. Các chị đi gió thoải mái luôn. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 10 kèm số điện thoại, nhân viên nhà em đang báo hàng xuống dưới kho rồi đấy. Các chị lên đơn nhanh đi, cũng hết hàng bây giờ. Rẻ 10 kèm số điện thoại, bổ sung số điện thoại. Khách mới ơi, bổ sung số điện thoại giúp em. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Không bổ sung số điện thoại là đi lên phường tìm các chị đấy các chị ơi. Không bổ sung số điện thoại là phải đi lên phường tìm các chị đấy các chị nhìn nào. Nhìn quả túi rẻ 10 giúp em. Nhận được tin nhắn shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của mình chưa các chị ơi? Đó, không đọc tên chốt đơn nhưng mà vẫn ngồi canh đơn, vẫn ngồi chốt đơn cho các chị nhá. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em. Đẹp chưa? Ai lấy các chị lên đơn. 219.000 nhá mọi người. À, 209.000 các chị ơi, eo ơi. Em chưa bán một cái áo len nào 209.000, em thề với các chị luôn. Chưa bán một cái áo len nào 209.000 mà ngày hôm nay sướng quá, vui quá lên phục vụ các chị. 10 mã chưa lãi 1.000 nào rồi. Các chị ạ, 10 mã chưa lãi 1.000 nào luôn. 209.000 đồng phục vụ chị em mình. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rồi. Tiếp tục nhá mọi người ơi. Rẻ bao nhiêu rồi ạ? Rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em. Mã này của nhà em là váy len. Váy len nhà em đang làm giá bán là 239.000 đồng. Hôm nay, duy nhất chỉ hôm nay thôi. Tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi nha. 199.000 đồng. Xỉ đàng xương xương, ok la chưa ạ? Em khẳng định với các chị là các chị không đi mua xỉ ở đâu một cái váy len mà dưới 199.000 đồng cả. Các chị ạ, à, ok, rẻ 12 chiếc luôn. Ok, em nhận đơn. Ok này, rẻ 10, rẻ 10, rẻ 10, rẻ 12, rẻ 13, rẻ 12 chiếc. Ôi dồi ôi, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Rẻ 10 ok, các chị tranh thủ đi, ngày mai sẽ về giá khác. Mã này các chị lên đơn giúp em là mã hàng rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em ạ. Rẻ 11 em có 2 màu. Rẻ 11 em có màu xanh và rẻ 11 em có màu đen. Ok la chưa ạ? Các chị ơi, rẻ 7 kèm số điện thoại, rẻ 10 kèm số điện thoại. Các chị comment riêng giúp em nhé chị yêu ơi. Chị yêu comment lại giúp em là rẻ 7 kèm số điện thoại, rẻ 10 kèm số điện thoại thì phần mềm mới bắt đơn được. Và đấy là hai đơn. Đó thì em mới biết được là ngày hôm nay em bán được bao nhiêu sản phẩm. Các chị ạ, lên giúp em nhé. Rẻ 7 riêng một má, rẻ 10 riêng một má. Ví dụ các chị comment cho em là rẻ 7 kèm số điện thoại, rẻ 10 dồn đơn. Đó là mình có đơn. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em ạ. À, ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 11 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Đẹp xỉu up, xỉu down, xỉu lên, xỉu xuống. Và lưu ý cho em, váy hàng loại 1. Em gái này là thêu ạ. Em gái này của nhà em là thêu nhá, không phải là in ấn gì đâu. Chất len dày dặn này. Viền ren cho chị em mình luôn. Rẻ 11 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. Váy len. Váy len nhá mọi người nhá, chứ không phải là váy thun đâu ạ. Váy len giúp em 199.000 đồng. Cú pháp chốt đơn ạ. Rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Ok em nhận đơn rẻ 7. Ok chị yêu. Mã này của nhà em là rẻ 11 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 11 kèm số điện thoại ạ. Giá bao nhiêu ạ? 199.000. Cho chị cái này vào cái đi móc xong rồi dán mã cho chị. Rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em. Ok em nhận đơn rẻ 10. Ok chị yêu. Rẻ 11 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Rẻ 11 mọi người ơi. Rẻ 11 cho em. Giá 199.000 đồng. Thì em lên các chị mã hàng rẻ 12 vừa mới về. Được 100 cái là hết hàng. Rẻ 12 bản chó Lightwork. Chó này là chó rông u là trời. Đỉnh đét luôn anh em ơi. Rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em. Vẫn cứ là nhập vào 113.000. Bán lẻ cho các chị là 115.000. Và bán xỉ cho các chị là 115.000. Bán lẻ cho các chị em mình là 119.000 đồng. Lên đơn giúp em mã hàng rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em. 119.000 đồng. Phê đét, nét căng luôn. Rẻ 12 kèm số điện thoại ạ. 119.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 12 kèm số điện thoại. Vẫn lên rẻ 10, ok em nhận đơn rẻ 10. Mã này của nhà em là mã rẻ 12 kèm số điện thoại nha các chị yêu ơi. Giá bao nhiêu ạ? 119.000 đồng. Eo ơi, rẻ 11 ok em nhận đơn. Ok, rẻ 12 em nhận đơn rồi. Các chị thích mã nào các chị comment cho em nhé. Các chị thích mã nào các chị comment cho em. Ok, rẻ 12 dồn đơn, ok chị yêu này. Ok la luôn này. Rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ?
Bây giờ em sẽ lên cho các chị mã này là mã hàng rẻ 13 nhá mọi người ơi. Rẻ 13 này xinh lắm lắm luôn ý mọi người. Rẻ 13 này xinh lắm lắm luôn nha. Rẻ 13 này giá gốc của em nó là 339.000 đồng. 339. Ngày hôm nay em làm đơn cho các chị một áo và một quần như thế này. Trời ơi đẹp lắm. Một áo và một quần như thế này luôn. Ok, rẻ 11 em nhận đơn nhá. Các chị cứ lên mã giúp em. Đấy, các chị thấy không? Khi mà em không đọc tên chốt đơn ý, thì các chị lên mã sau nhưng mà em vẫn chốt đơn được. Còn nếu mà em đọc tên chốt đơn thì là em sẽ không chốt đơn được. Các chị ạ, à, ok, rẻ 12 ok la này. Rẻ 12 em nhận đơn này. Bổ sung số điện thoại giúp em. Mã này là rẻ bao nhiêu đấy? Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em 339.000 đồng. Hôm nay em nhận đơn em tặng các chị. Xinh lắm mọi người ơi. Em sẽ chốt đơn cho các chị là 298.000 cả một set luôn. Đẹp cực. 298.000 em phải lấy luôn set này em ạ. Yo mọi người, quần mặc thoải mái luôn. Quần mặc thoải mái luôn, đằng sau của cái nơ này xinh xỉu luôn. Đây ạ, à, các chị ơi, đằng sau của cái nơ xinh xỉu luôn. Rẻ bao nhiêu ạ? À? Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Đằng sau của cái nơ comment kèm số điện thoại nhá. Kèm số comment mã kèm số điện thoại. Không nói các chị không nghe đâu. Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em xinh không? U là trời, set này kể cả 70 cân các chị mặc cũng vừa vì nó là chất len nhá mọi người nhá. Đằng sau có túi cho chị em mình luôn. Đây ạ, à, đằng sau có túi cho chị em mình luôn. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 13 kèm số điện thoại mọi người ơi, xinh xỉu luôn. 298.000 đồng chỉ đẹp cho các chị yêu mình luôn. Rẻ 13 kèm số điện thoại, một là mình có thể mặc sơ vin này. Hai là mình có thể mặc chuông. Đó, mình mặc chuông như này cho em, xinh không? Đâu ơi, em nói thật với các chị là các chị mặc cái set này nhìn đằng sau yêu cực luôn. Ok, rẻ 13 em chốt đơn này. Đâu ơi, đằng sau đồ cái nơ rất là xinh. Rẻ 13 kèm số điện thoại 298.000. Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 298.000. Ôi, rẻ nhỉ, rẻ quá, 298.000. Bình thường mình mua cái áo này không đã, nó phải rơi vào tầm 250-300 rồi. Cái này rất là xinh. Cái tay của nó sẽ hơi một chút bồng bồng nhẹ nhẹ như này. Các chị nhìn này, nó không phải là mạng sát nách đâu. Nó sẽ trồm vai và che cái bắp, che cái bắp tay cho các chị nhá. Mọi người lên đơn giúp em. Rẻ 13 kèm số điện thoại. Đẹp quá, phê quá. Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 13 số lượng không còn nhiều đâu. Ok, rẻ 13 lên đơn rất là nhiều. Ok, rẻ 13 khách mới bổ sung số điện thoại giúp em đi khách mới ơi. Rẻ 13 kèm màu, à rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em. Bổ sung đi các chị ơi, bổ sung số điện thoại giúp em. Chồng ơi check đi nào. Bổ sung số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn là rẻ 13 kèm số điện thoại. Chuẩn bị cho chị cái mã mốt đen cả hộp luôn đi em. Rẻ 13 kèm số điện thoại. Rẻ 13 kèm số điện thoại nhá. Bây giờ em sẽ xin phép qua mã. Mã tiếp theo của nhà em là mã hàng rẻ 14 mọi người ơi. Mã tiếp theo của nhà em. Ok. Mã tiếp theo của nhà em là mã hàng rẻ 14 giúp em. Trời ơi. Một bản BBL xịt đét nét căng luôn. Một là các chị có thể mặc bình thường như thế này. Mình có thể mặc thành một chiếc áo di lê như thế này. Hoặc là vào vụ các chị mix cho em về áo sơ mi. Nhá mọi người nhá, mọi người mua cái set sơ mi của nhà em đi. Xong về mọi người mix thôi, rất là đẹp. Mã này em kỷ niệm các chị ạ. Mã này các chị thích ngồi giá bao nhiêu ạ? Thả like thả tim giúp em. Thả like thả tim đi mọi người ơi. Rẻ 14 em có 2 màu. Mã này thị trường đang bán giá rơi vào tầm 260 đến 280.000 một chiếc đấy mọi người ạ. 260 đến 280 một chiếc. Các chị ơi, sản phẩm này không phải là thuốc nhưng mà sản phẩm này có chất gây nghiện các chị ạ. Thật sự luôn, khi mà dơ màu lên em không biết là chốt đơn màu gì luôn ý. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 14 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ơi, dơ lại giúp chị cái này không? Rẻ 14 kèm màu kèm số điện thoại. Em có rẻ 14 màu be và em có rẻ 14 màu xanh giúp em mọi người ơi. U là trời. Em ơi, chắc là em phải lấy cả hai cái để mặc các chị. Chắc là em phải lấy cả hai cái để mặc mất. Rẻ 14 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 14 màu xanh và rẻ 14 màu be. Thay vì bán với giá là 219.000, chuyến này hàng về thêm, hàng về bù mẫu thêm màu này. Em xin phép em tặng các chị luôn 169.000 đồng chỉ chiết khấu thêm. Ok là chưa? 169. Các chị lên đơn giúp em mã hàng
rẻ 14 kèm màu kèm số điện thoại nhé mọi người nhé. Rẻ 14 màu be 169.000 đồng, rẻ 14 màu xanh giúp em 169.000 đồng. Ôi dã man con ngan luôn, đẹp tuyệt vời không mặt trời luôn, ok này. Rẻ 14 giúp em, ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 14 màu be 169.000, rẻ 14 màu xanh 169.000. Ai thích cái tông màu mà lạ lạ ấy thì các chị chốt cho em màu xanh. Còn ai thích tông màu truyền thống của nhà BBL, các chị chốt cho em màu be. Em đảm bảo không làm các chị thất vọng. Sản phẩm này không phải là thuốc, nhưng mà sản phẩm này có chất gây nghiện đấy mọi người ạ. Nên là mọi người đã nghiện rồi thì mọi người đừng ngại. Nghiện quá thì mình chốt luôn cho em cả hai màu. Còn nghiện xương xương thì các chị thích màu truyền thống của BBL thì các chị lên màu này. Đó, các chị thích màu lạ lạ hơn một chút các chị lên màu này. Còn em là nghiện nặng rồi. Nghiện nặng chắc phải là chơi cả hai màu. Ví dụ như thời tiết như buổi tối ngày hôm nay em có thể mặc luôn được rồi. Đó, còn thời tiết như kiểu là vào vụ ấy mà lạnh lạnh hơn ấy, em có thể mix với một chiếc áo giữ nhiệt ở bên trong, mix với một chiếc áo len mỏng ở bên trong, hoặc là mình có thể mix với một chiếc áo sơ mi ở bên trong. Hết nước chấm, ok la luôn. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 14 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 14 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ok em chốt đơn chị yêu này. Ok rẻ 14 be em chốt đơn. Ok rẻ 14 be em chốt đơn. Ok rẻ 14 xanh em chốt đơn. Rẻ 14 5 be 3 xanh. Ok chị yêu, em cảm ơn chị yêu. Rẻ 14 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. 169. Rẻ 14 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 169.000 đồng. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Các chị ạ, cuộc tình này dù đúng dù sai thì người mang thai vẫn là em thôi nha các chị nhá. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 14 kèm số điện thoại. Rồi, em xin phép lên luôn cho chị em mình mã hàng. Rẻ 15. Rẻ 15 cho em. Ok em nhận đơn rẻ 10. Ôi rồi ôi vẫn lên rẻ 10 các chị yêu ơi. Ok, rẻ 14 màu xanh ok chị yêu. Rẻ 14 màu be ok. Em nói thật với các chị là riêng mã đấy đến bản thân em còn đang không biết là em chốt màu gì. Nên là em cũng tư vấn thật với các chị là các chị thích tông màu truyền thống của BBL thì các chị chốt cho em màu be. Còn chị các chị thích kiểu mới lạ một chút, thay đổi một chút, các chị chốt cho em màu xanh nhá mọi người nhá. Rồi mã này mình lên đơn giúp em mã hàng. Rẻ 15 kèm số điện thoại giúp em. Mã này bình thường thị trường đang bán 220 đến 230. Chính bản thân em cũng đang bán giá như vậy chứ em không dìm giá thị trường. Được chưa ạ? Nhưng mã hàng này em lên đơn xin feedback nhá mọi người nhá. Mã hàng này em lên đơn để xin feedback nhá mọi người ơi. Các chị lên đơn cho em mã này là mã hàng rẻ 15 kèm số điện thoại. Nhận hàng cho em xin cái feedback. Vì em đang bán rẻ cho các chị. Một là để cho các chị lấy một cái sự trải nghiệm. Hai là cho em xin một cái feedback xem là áo gì nhà em có ok la không. Để vào vụ mình có duyên để gặp nhau nữa hay không. Mã này em tặng các chị 99.000 đồng. Đấy em chưa lên giá em đã thấy khách yêu nhà em chút đơn được chưa. Rẻ 15 kèm số điện thoại giúp em 99.000. Form dài rộng dấu quần như thế này luôn nhá mọi người nhá. Áo nỉ các chị cứ mặc suông suông cho em. Nhưng mà bản nỉ này các chị mặc cực kỳ ấm. Bản nỉ này các chị mặc cực kỳ ấm luôn. Giữ nhiệt rất tốt. Rẻ 15 kèm số điện thoại giúp em 99.000 đồng. Em nhận đơn nha các chị yêu. Ok khách mua trên 3 sản phẩm nhà em sẽ gửi, nhà em sẽ gửi số tài khoản. Các chị vui lòng cọc thêm giúp em. Trên 3 sản phẩm nhà em phải nhận cọc thì nhà em mới đi đơn. Còn 2 sản phẩm thì auto đi đơn rồi ạ. Rẻ 15 kèm số điện thoại giúp em 99.000 đồng. Mã hàng xin feedback, nhận hàng cho em xin cái feedback nhá mọi người nhá. Ok la chưa ạ? Rẻ 15 ok này. Ok rẻ 15 chị yêu này. Ok rẻ 15 dồn đơn ok. Rẻ 15 3 cái ok la luôn. Rẻ 15 kèm số điện thoại ok này. Khách mới bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em. Rẻ 13 và rẻ 14 thì các chị comment cho em là rẻ 13 kèm số điện thoại. Rẻ 14 dồn đơn. Mỗi một mã hàng các chị tách riêng ra giúp em. Vì là nhà em in đơn. Các chị ạ, nhà em in đơn nên các chị tách riêng giúp em nhá các chị nhá. Ok la luôn. Ôi dồi ôi, từ chối chất đơn. Ôi dồi ôi, xin phép từ chối chất đơn. Rẻ bao nhiêu rồi ạ? Rẻ 15 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 15 kèm số điện thoại ạ. Giá bao nhiêu ạ? 99.000 đồng. Quá rẻ luôn. Rẻ 15 nhá, 99.000 đồng. Ok, em lên luôn nha các chị mã hàng rẻ 16 này. Rẻ 16 nhá mọi người ơi. Mọi người có xem phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ không hả các chị? Các chị mua hàng cho em đi. Rẻ 16 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Chuẩn bị cho chị cái váy của chị là mã bao nhiêu. Chuẩn bị cho chị nhá. Rẻ 16 kèm số điện thoại ok. Vẫn nhận đơn rẻ 14 ok la này. Ok rẻ 13 ok. Ok nha các chị ơi. Mã này là mã bao nhiêu rồi ạ? Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 16 kèm số điện thoại giúp em.
Một mã áo đá. Áo đá xịn sò sọ xịn. Mã này chưa bao giờ lên sóng các chị ơi. Mã này chưa bao giờ lên sóng. Nhưng ai đã nhận mã đá của nhà em là các chị biết. Nhà em bán là 168.000 đồng. Hôm nay em lên đơn em tặng các chị. Giá bao nhiêu ạ? 98.000 luôn. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay, chậm chân thì vào Sài Gòn cũng không có. Các chị ạ, các chị lên đơn giúp em mã này là mã bao nhiêu ạ? Rẻ 16 kèm số điện thoại. Đỉnh đen luôn. 99.000 đồng cho mã là rẻ 16. Con cân nặng dưới 65, 68. Áo chị mặc là 99.000, mã rẻ 15 nha em ơi. Rẻ 16 kèm số điện thoại ạ. 99.000 nhá mọi người nhá. Ok, rẻ 16 bổ sung số điện thoại cho em đi khách mới ơi. Các chị có đơn rồi, các chị comment cho em là rẻ 16 dồn đơn. Ai chưa có đơn, các chị comment cho em là rẻ 16 kèm số điện thoại. Các chị nhận được tin nhắn là shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn, thì các chị bổ sung giúp em địa chỉ lên luôn trên livestream. Nhà em có phần mềm ẩn comment rồi, các chị sẽ không bị lộ thông tin đâu ạ. Và các chị xem livestream của em là các chị biết, các chị có thể chỉ nhìn thấy những cái comment của các chị, hoặc chỉ nhìn thấy comment của một vài người. Và có đôi khi thì em bán hàng livestream, em đọc tên các chị còn nghĩ là ủa, không hiểu con này nó đọc tên ở đâu mà nhiều thế. Thì em đang livestream ở 3 máy, không phải mắt em lag đâu các chị ạ. Mà em đang tương tác với các chị từ 3 máy livestream nhá mọi người, không phải mắt em lag đâu. Có những lúc mà khách vào bảo em là mắt lag à, thôi em cũng chỉ biết cười thôi các chị ạ. Em đang livestream ở 3 máy nên các chị ngồi ở máy nào, các chị xem livestream ở cái fanpage nào, thì các chị ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn giúp em. Vì buổi livestream ngày hôm nay vô vàn siêu phẩm và giá cực kỳ sốc. Đảm bảo với các chị luôn đúng tiêu chí, ngon, bổ, rẻ cho chị em mình. Ok la chưa ạ? Thả like, thả tim lên giúp em. Bây giờ em sẽ lên cho các chị một mã siêu cấp VIP. Được chưa ạ? Đập hộp tiền triệu. Bán cho các chị tiền chục, tiền trăm, tiền nghìn luôn. Ok la chưa ạ? Các chị có thích không ạ? Ai thích các chị comment cho em là thích. Ai thích các chị comment cho em là thích nhá mọi người nhá. Mà một khi mà mình đã thích thì mình nhích luôn cho em. Ok la chưa? Thả like, thả tim mạnh mẽ lên mọi người ơi. Thả like, thả tim càng nhiều em càng vui, em bán cho các chị càng rẻ. Đây ạ, chưa bao giờ các chị xem một chiếc livestream của một con chủ shop quá đỗi đồng bóng như em đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ được trải nghiệm nhé. Một dòng hàng siêu cấp VIP như thế này, khi các chị nhận hàng sẽ full bill. Được chưa ạ? Full thẻ các thứ. Đó, đây nha, các chị nhận hàng này. Nó sẽ bao gồm một hộp. Một là hộp nhá. Được chưa ạ? Hai là bill. Được chưa ạ? Ba là thẻ cạc cho em đầy đủ luôn. Bốn là gói chống ẩm. Năm là giấy chống thấm. Và 6, các chị mua hộp. Các chị mua hộp sẽ được tặng kèm áo. Sướng không? Sướng rên luôn chứ còn gì nữa. Áo này ngày hôm nay em tặng kỷ niệm các chị 208.000. Chốt đơn cho em. Cú pháp chốt đơn là mã hàng rẻ 16 kèm số điện thoại. Rẻ 17 ạ? Chồng ơi, có mã giúp vợ cái. Rẻ 17 kèm số điện thoại giúp em. 228.000 đồng em nhận đơn nhá mọi người ơi. Form cân nặng dưới 65-68 cân mình bảo ok la. Mã này mua mặc đôi, mua cho chồng, mua cho người yêu mặc đều được nhá mọi người nhá. Lưu ý cho em, hàng này của nhà em là hàng loại 1, hàng siêu cấp VIP. Đây ạ, full book xịn sò như thế này. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 17. Rẻ 17 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 17 kèm số điện thoại mọi người ơi. Giá bao nhiêu ạ? 228.000 đồng. Rẻ không ạ mọi người ơi? Rẻ dã man con ngan luôn. Ok la. Rẻ 17 kèm số điện thoại. Ai có đơn rồi các chị comment giúp em. Rẻ 17 dồn đơn. Ai chưa có đơn các chị comment cho em là rẻ 17 kèm số điện thoại giúp em. Nhận hàng không mong em hoàn trả tiền luôn. Riêng hàng siêu cấp VIP nhà em là tự tin luôn. Riêng hàng siêu cấp VIP của nhà em bán tự tin luôn, khẳng định với các chị luôn. Siêu rẻ, siêu đẹp. Ok la chưa ạ? Rẻ 17 kèm số điện thoại. Ok, rẻ 17 em nhận đơn. 228.000 đồng nhá mọi người ơi. 228.000 đồng, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 17 kèm số điện thoại. Ok, nhà em có bán sỉ nha các chị yêu. Nhà em có bán sỉ ạ. Sỉ cọc giúp em 2 triệu với số tài khoản Nguyễn Thanh Thủy. Mua từ 20 sản phẩm các chị sẽ được chiết khấu giá sỉ 20 sản phẩm trừ những sản phẩm sale nhá mọi người nhá. Trừ những sản phẩm sale giúp em. Giá sỉ các chị sẽ được chiết khấu từ 10 đến 15% tổng bill hàng. Ok la chưa ạ? Lên đơn giúp em mã hàng rẻ 17 kèm số điện thoại nhá mọi người. Rẻ 17 kèm số điện thoại em nhận đơn. U rồi ôi, rẻ 18. Rẻ 18 hôm trước hết sạch hàng luôn. Hôm trước ai chốt một mã rẻ 18 này, hôm nay các chị lên đơn luôn. Em mới về thêm nhưng mà thôi, khúc này em sale cho các chị luôn. Mới về nhưng mà khúc này là sale luôn này. Sale luôn và ngay này anh em này. Rẻ 18 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Tặng các chị
79.000 đồng. Rẻ 18 giúp em 79.000 đồng nhá mọi người ơi. Rẻ 18 kèm số điện thoại. Hàng siêu cấp VIP ạ, 78.000 đồng. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Rẻ 18 giúp em 78.000. Rồi ok la. Rẻ 18 ạ, 78.000 đồng. Ai lấy các chị lên đâu? Rẻ 18 kèm số điện thoại. Rẻ 18 kèm số điện thoại 78.000 nhá mọi người ơi. Siêu đẹp luôn. Rẻ 18 chuẩn bị cho chị mã chó hồng xem là rẻ bao nhiêu. Rẻ 18 78.000 vẫn lên rẻ 17 ok em nhận đơn rẻ 17 này. Ok. Rẻ 18 ok la này các chị ơi. Rẻ 18 em nhận đơn ok em chuyển khoản rồi ạ. Cảm ơn chị yêu nhá. Khách mua trên 3 sản phẩm các chị vui lòng chuyển khoản cọc giúp em. Còn khách các chị muốn mua thử 2 sản phẩm các chị không có tài khoản nhà em vẫn ship hàng các chị. Nhưng nhà em chỉ ship đi 2 sản phẩm thôi nhá mọi người nhá. Rồi ok la chưa? Mã này các chị lên đơn cho em mã hàng. Rẻ 19. Rẻ 19 của nhà em là bản loa Galaxy không thái ạ. Không thái có thể gọi là chất đẹp vãi nhái luôn. Không thái được cả thế giới công nhận rồi các chị ạ. Không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Các chị thích mặc chuông, thích mặc dấu quần hay các chị thích mặc sơ vi đều ok la. Mã này bình thường nhà em đang bán là 169.000 đồng. Hôm nay em chốt đơn em tặng các chị giá siêu đẹp. Em đang bán xỉ là 150. Ngày hôm nay em chốt đơn là 133.000 xỉ bằng lẻ. Rẻ 19 vừa mới về luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cú pháp chốt đơn. Rẻ 19 kém số điện thoại nhá mọi người nhá. 133.000 xỉ bằng lẻ luôn. Ok la lên đơn. Ok. Rẻ 19 kèm số điện thoại giúp em. 133.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 19 kèm số điện thoại 133. Mã này là mã cho đơn mã rẻ 19 ok này. Mã váy đây mọi người ơi. Rẻ 11 các chị ơi. Eo ơi đỉnh đét luôn. Em xin phép em thử mặc thử một phát. Tại vì nó đẹp quá. Nhưng em đang không biết là em mặc cái quần này nó có bị phồng quá không các chị ạ. À? Được. Được đó mọi người ơi. Má này các chị lên đơn thôi. Ui dồi ôi em cọc 2 triệu ok. 2 triệu nhà xỉ luôn trên like anh em nhá. Rồi là mua quen thì nhà em sẽ kéo vào nhóm xỉ nhá mọi người nhá. Rồi các chị lên đơn thôi em mã hàng. Rẻ 11 kèm màu. Ôi xinh quá mọi người ơi. Rẻ 11 em có màu đen. Rẻ 11 em có màu xanh. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Màu nào cũng đẹp mọi người ạ. Màu xanh nó là một cái màu lạ màu mới nên là em cho canh mặc luôn. Đó các chị biết rồi đấy, các chị đi mua hàng mà người ta có cái gì mới người ta sẽ treo lên cho các chị xem và người ta sẽ để ngay ở ngoài cho các chị xem. Đó nên là các chị cứ mua chơi những cái hệ hàng mới này cho em rất là đẹp. Thay vì bán với giá là 239.000 đồng, ngày hôm nay em nhận đơn 199.000 đồng. Rẻ 11 giúp em 199 kèm số điện thoại. Các chị tham khảo. Rẻ 11 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị tham khảo đi, các chị chụp lại. Các chị tham khảo cũng được. Vì hot luôn đang bán em này 390-400. Đây ạ, hàng chuẩn như nhà em luôn. Gen chuẩn, hình theo luôn. Được chưa ạ? Rẻ 11 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 199.000 xanh vàng đằng sau là 219.000. Mã tiếp theo là mã bao nhiêu ạ? Ok la. Rẻ 20 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Rẻ 20 em nhận đơn luôn. Mã rẻ 46 kèm số điện thoại nhá. 169.000 bản Givenchy. Đây ạ. Bản Givenchy hàng siêu cấp VIP, phiên bản nâng cấp hệ 2 tác như thế này. Ok la chưa ạ? Ai lấy các chị lên đơn giúp em mã hàng. Rẻ 20. Rẻ 20 kèm số điện thoại giúp em. 99.000 đồng. 169 hôm nay chốt sale các chị là 99.000 đồng. Form cân nặng thoải mái chị em mình hàng siêu cấp VIP thì anh em cứ tự tin nhá. Ok, rẻ 11 xanh ok. Rẻ 11 xanh em nhận đơn, rẻ 11 đen em nhận đơn ok các chị. Các chị cứ lên đơn giúp em là rẻ 11 ok, rẻ 11 ba cái ok. Rẻ 20 giúp em. Rẻ 20 em tặng các chị xỉ bằng lẻ luôn. Hàng hè em chốt sale các chị đỉnh cao luôn, xỉ bằng lẻ ạ. Cú pháp chốt đơn là rẻ 20 kèm số điện thoại giúp em 99.000. 99.000 đồng. Rẻ 20 kèm số điện thoại 99.000. Rẻ 21. Ui dồi ôi, set tất the real. Set tất the real mặt cười cho em. Rẻ 21. Một set sẽ gồm có 5 đôi như thế này ạ. Một set sẽ gồm có 5 đôi như thế này. Đỉnh đét luôn, chất đẹp tuyệt vời. Ok la. Rẻ 20 kèm số điện thoại giúp em. Xinh không? Vãi trưởng luôn các chị ạ. Giá vẫn cứ là 59.000 đồng em phục vụ các chị. Các chị đi mua ngoài một đôi này nó sẽ rơi vào tầm 15-20.000 một đôi. Ok, rẻ 21 giúp em. Rẻ 21 kèm số điện thoại. Một set 5 đôi.
5 đôi gồm có 10 chiếc, xỉ lẻ giá cực kỳ đẹp cho chị em mình. Rẻ 21, chị em lên đơn giúp em ạ. Ôi đẹp lắm mọi người ơi, nó kiểu là chất kiểu xù xù rất là xinh. Nhưng mà nó đanh lắm nhá, các chị giặt thoải mái cho em, quay thoải mái luôn. Nó không bị bay ráo đâu. Ok la chưa? Rẻ 21 kèm số điện thoại giúp em, 59.000 một set. Ok, rẻ 21 em nhận đâu? Úi dồi ôi, rẻ 21 nổ đơn chị em ơi. Rẻ 21 nổ đơn luôn, sắp hết hàng rồi các chị ơi. Rẻ 21 kèm số điện thoại, rẻ 21 5 đôi này. À, rẻ 21 5 set, rẻ 21 2, rẻ 21 3. Trời ơi, bác nào cũng mua nhiều giấy. Rẻ 21 kèm số điện thoại giúp em, 59.000. 59.000 mọi người ơi. Mã này của nhà em là mã hàng rẻ 22. Ôi, đẹp lắm mọi người. Rẻ 22 em có hai màu áo len nhé. Rẻ 22 em có màu xanh bản CC nhé. Chữ CC này của nhà em, chữ CC này của nhà em là chữ cao su nổ. Thường thì những cái hàng 11 nó sẽ có những cái chữ cao su nổ như thế này ạ. Rẻ 22 kèm số điện thoại giúp em, giá siêu xinh 179.000 đồng mọi người ơi. Hàng mới về các chị ạ, đẹp vô cùng luôn, chất len này, đỉnh chưa, siêu phê luôn, hàng full tác mát xịn sò. Quan trọng đó là chất len nó rất là mềm, các chị có thể mặc buổi tối cho em là ok la rồi, vào vụ lạnh hơn một chút các chị cũng khoác cho em một cái áo ở bên ngoài, khoác cho em một cái áo cardigan đó, khoác cho em một cái áo len, khoác cho em một cái áo len, một cái áo khoác ở bên ngoài. Sản phẩm này không thể thiếu trong thủ đồ của chị em mình. Rẻ 22 màu đen kèm số điện thoại nhau ơi, cái màu xanh này phê này, ai chưa có màu xanh các chị chốt đơn màu xanh cho em. Rẻ 22 màu đen và rẻ 22 màu xanh giá bao nhiêu? 179.000 đồng. Rẻ 22 giúp em, phê đét nét căng, người chơi hệ CC điểm danh luôn. Rẻ 22 màu xanh 179.000. Rẻ 22 màu đen ok la chị yêu. Rẻ 22 màu đen 179.000. Ai chưa có màu xanh em nghĩ là các chị nên thử. Ai chưa có màu xanh em nghĩ là các chị nên thử, đẹp lắm, tin em đi, đảm bảo không làm các chị thất vọng. Đó, ai trung thành với màu đen thì các chị cứ chốt màu đen liền. Và em ok là váy em mặc không biết là còn đủ số lượng không các chị ơi, không biết là còn đủ số lượng không. Váy em mặc là rẻ 11 ạ. Váy em mặc là rẻ 11 các chị ơi. Rẻ 11 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 239 hôm nay em chốt sale các chị là 199.000. Rẻ 11 giúp em theo hết. Váy len cổ kính bon chen thoải mái, chất len này. Eo ơi, em tự tin test trên livestream luôn. Vì hàng nhà em nó là hàng loại 1 nên các chị cứ yên tâm là chất len rất là ok la la keo nha các chị nhá. Rẻ 11 kèm số điện thoại. Ok, rẻ 11 cho em kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Giá siêu rẻ luôn. 199.000 ạ. Rồi ok, bây giờ em lên cho các chị mã hàng rẻ 22 nhá mọi người nhá. Rẻ 22. Rẻ 23, hello chị yêu này. Rẻ 23 giúp em. Rẻ 23 của nhà em. Rẻ 23 của nhà em là bản silin lưới rất là xinh. Rẻ 23 của nhà em là một bản silin lưới rất là xinh. Em kỷ niệm các chị xỉ bằng lẻ luôn. Ok like chưa, để các chị trải nghiệm một cái dòng hàng loại một full tác mát như thế này. Ok, rẻ 11 em lên đơn này. Ok, rẻ 11 đen. Ok, rẻ 11 đen ạ. Rẻ 11 xanh, ok chị yêu. Rồi, mã này các chị lên đơn cho em rẻ không? Ê ôi thật sự luôn, chẳng lẽ em lại lên đơn cho các chị mã hàng rẻ thối. Rẻ thối 23 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị ạ, rẻ thối 23 kèm màu kèm số điện thoại hàng loại 1 này. Mà các chị mua như hàng loại 2, loại 3, loại N luôn. Các chị cứ nhìn hàng của nhà em là các chị biết nó phải full tác mát như thế này. Chất len nó mềm như thế này. Chứ thị trường đang ra rất là nhiều mã giống như thế này. Chất len cực kỳ cứng. Chất len cực kỳ cứng luôn. Các chị ạ, và form của nó bé xíu à, nó không đỉnh một chút nào luôn. Rẻ 23 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 23 em có nhưng mà em đang không biết nó ở đâu. Rẻ 23 kèm màu kèm số điện thoại em có nhưng em đang không biết nó ở đâu chị yêu ơi. Giá 169.000 đồng xỉ bằng lẻ em tặng các chị. Ai thích các chị lên đơn cho em là rẻ thối 23 màu nâu và rẻ thối 23 màu e. 169.000 ạ. 169 nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là rẻ 23. Kèm màu kèm số điện thoại. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ok là 169.000. Rẻ 23 kèm màu kèm số điện thoại. 169.000. 169. Rẻ 23 màu B và rẻ 23 màu nâu. Ok là em chút đơn cho chị yêu. Rẻ 23 nâu ok. Ok chị, để lát nữa em tìm xong em chụp ảnh nó chị nhá.
Em có đấy, nhưng mà để em tìm ở trên kho xong em chụp ảnh cho chị. Rẻ 24 giúp em. Chắc ai đó rất cần. Ok chị yêu. Còn hiện tại em chưa biết nó ở góc nào, nhưng mà áo thì em có nhiều lắm. Rẻ 24 giúp em. Một chiếc áo nỉ của nhà LV. Được chưa ạ? LV đẹp VL luôn. Rẻ 24 kèm số điện thoại giúp em. Form cân nặng thoải mái cho chị em mình dưới 65-68 cân mình mà ok la. Ok chị gọi là chị gửi ảnh cho em nhé, chị yêu nhé. Rẻ 24 kèm màu, kèm số. Để tôi chuẩn bị có rồi, có chiến thần rồi, cứu tôi rồi. Rẻ 24 giúp em, xinh không? Em tặng các chị 99.000 đồng cho những ai có đơn. Dồn đơn cho em, rẻ 24 dồn đơn. Rẻ 24 kèm số điện thoại. Ok like dồn đơn, đấy em bảo rồi mà. 99.000 áo nỉ nhá mọi người nhá. Áo nỉ này, hàng siêu cấp VIP cho em. Đây ạ, à, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 24 kèm số điện thoại. Đẹp dã man con nha. 99.000 đồng. Má này em bán chỉ để lấy feedback thôi mọi người ạ. Để lấy cái sự trải nghiệm của mọi người thôi. Áo nỉ nhà em siêu dày. Má này em đặt riêng cho các chị là không có book nên là nó sẽ về. Ok chị yêu, ok chị nhắn tin giúp em ạ. Rẻ 24 kèm số điện thoại giúp em. Em vịt này của nhà em là vịt theo nguyên con. Vịt Quảng Châu sách tay nhá mọi người nhá. Rồi các chị lên đơn giúp em. Ok rẻ 24 khách mới bổ sung số điện thoại giúp em. Ai nhận được tin nhắn là shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn thì các chị inbox cho em địa chỉ của chị em mình để ngày mai nhân viên alo lên đơn cho chị em mình liền nhá mọi người nhá. Rẻ 24 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 24 ạ. À, nhà em không chốt đơn ở trong inbox rồi các chị yêu ơi. Nhà em không chốt đơn ở trong inbox ạ. Có những mã hàng mà nhà em chỉ chốt đơn ở trên livestream và từ chối nhận đơn ở trong inbox. Vì đấy em bán quá rẻ rồi và không thể nhận đơn ở trong inbox được nữa các chị yêu ạ. Nhà em chỉ chốt đơn ở trên livestream thôi mọi người. Các chị mua hàng nhà em là các chị biết. Các chị mua hàng là nhà em là các chị biết. Chốt đơn rất là lâu vì trộm vía các chị mua hàng ủng hộ nhiều. Các chị nhìn cho em này, lại tiếp tục cho các chị một bản. Các chị ơi len lưới năm nay nhái nhá, nhái rất rất là nhiều luôn. Các chị nhìn len của nhà em này, nó mềm như thế này cơ mà. Nó mềm như thế này cơ mà mọi người ơi. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? 25. Rẻ 25 kèm màu gì? Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 25 nhá mọi người ơi. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại này cho mọi người. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Mã này em tặng các chị luôn xỉn bằng lẻ nhá. Nhìn kỹ cho em. Bản LV theo da. Ok là chưa? Bản LV theo da giúp em. Em tặng các bác 170.000. Em có 3 màu. Em khẳng định với các chị là các chị không đi mua được đâu giá này. Mua xỉn cũng không có. Vì mã này nhà em đang bán xỉn là hàng 200. Em thề các chị luôn là nhà em đang bán xỉn là hàng 200. Ui đẹp quá các chị ơi. Hôm nay em chốt tặng các chị đây ạ, xinh xỉu luôn. Bao nhiêu ạ? 170.000 đồng. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. 170 đi. 170 cho em. Rẻ 25 kèm màu, kèm màu, kèm số điện thoại. Ok là rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ok nhận 2 triệu của xỉ ạ. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 170.000 đồng. Rẻ 25 màu đen 170. Nhìn kỹ cho em này. Đó, rẻ 25 màu đen 170.000. Rẻ 25 màu trắng 170.000. Và rẻ 25 màu rêu giúp em màu nâu cũng được. 170.000 đồng nhá mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 170.000. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại. Ok, em nhận đơn rẻ 25 màu đen. Ok la, rẻ 25 màu rêu. Ok, màu rêu đẹp lắm chị yêu ơi. Màu rêu rất là đẹp. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 25 màu rêu 100. 100 bao nhiêu ạ? 70.000. Các chị nhìn này, logo da đấy ạ. Không phải logo thường đâu. Logo da cho em, không phải logo thường đâu ạ. 170.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 25 kèm số điện thoại. Rẻ 25 màu trắng. Rẻ 25 màu rêu và rẻ 25 màu đen giúp em. 170.000 em nhận đơn nhá mọi người nhá. Mã này của nhà em là mã rẻ bao nhiêu? Mã này là mã bao nhiêu em?
Rẻ 6 giúp em đây, rẻ 6 của các chị yêu đây. Rẻ 6 giúp em, chỉ duy nhất livestream ngày hôm nay có giá là 210.000 mọi người ạ. Ôi. Chắc là em phải ghi là rẻ thối 210 cái số điện thoại. Các chị ạ, rẻ thối 210 cái số điện thoại mất. Mã này của nhà em là mã rẻ 6 210.000. Em tặng các chị xỉ bằng này, xinh lắm. Các chị có thể xem lại livestream em mặc rồi đấy, xinh lắm các chị ơi. Rẻ 6 giúp em 210.000 nhá mọi người nhá. Rẻ 6 210 kèm số điện thoại giúp em. Mã tiếp theo. Rẻ bao nhiêu rồi ạ? 26 ạ. Rẻ 26 giúp em. Rẻ 26 này các chị ơi, nhìn thôi đã thấy xịn sò sọ xìn rồi. Nhìn thôi đã thấy xịn sò sọ xìn rồi. Nhà em đang bán là 160.000. Hả? Gì? Nhà em đang bán là 169.000. Hôm nay em nhận đơn các chị siêu đỉnh luôn. Chốt sale đẳng cấp này mọi người ơi. Má Mickey này, xinh không? Má Mickey loang đấy các chị ạ. Má Mickey loang loang cho em. Chất loang rất là xinh. Mã hàng xả. À quên nhầm, rẻ bao nhiêu? 26. Rẻ 26 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 26 kèm số điện thoại em nhận đơn 119.000 đồng xỉ bằng lẻ. 119 ạ. Rẻ 26 kèm số điện thoại, rẻ 25 em nhận đơn ok. Rẻ 26 kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 119.000 đồng em ơi này. Ai mua loang của nhà em là các chị biết. Ai mua loa của nhà em là các chị biết nhá. Rẻ 26 dồn đơn. Rẻ 26 kèm số điện thoại 119.000 đồng nhá mọi người. Mã bao nhiêu ạ? Rẻ 26 kèm số điện thoại giúp em nhá các chị nhá. Rẻ 26 kèm số điện thoại ok. Rẻ 26 dồn đơn. Ok này, rẻ 26 chỉ có duy nhất một màu thôi chị yêu ơi. Phong cân nặng dưới 70 cân mình mà ok la. Rẻ 26 kèm số điện thoại giúp em 119.000 ạ. Rẻ 26 nhá mọi người nhá. Rồi, mã này của nhà em lên luôn các chị là rẻ 27. Rẻ 27 của nhà em là một set CC. Rẻ 27 của nhà em ok các chị cứ lên cho rẻ 26. Ok. Rẻ 27 của nhà em là một set CC. Em có 3 màu ạ. Đẹp lắm. Set CC cho em siêu xinh luôn. U là trời, chất đỉnh của chóp luôn nha các bác nha. Phong cân nặng dưới 63 65 cân các chị mặc ok la. Má này rất là xinh. Má này nó sẽ bo gấu CC như thế này cho chị em mình. Các chị mặc cực kỳ gọn. Các chị cứ nghĩ là mặc như này là béo không? Nó bo gối lại cho các chị mặc rất là gọn. Nó sẽ siết eo lại cho chị em mình luôn đây này. Thì nó là bo cả quần cả áo như thế này. Các chị nhìn cái cặp quần này đỉnh không? Các chị nhìn cái cặp quần này đỉnh không? Ai mà chơi hệ CC này không thể bỏ qua luôn. Nhưng cái dòng CC này nhà em nhập vào rất là đắt. Những cái dòng CC này nhà em nhập vào rất là đắt. Nhưng mà đây là hàng thu của nhà em cũng vừa mới về luôn các chị ạ. Hàng thu vừa mới về, em chốt đơn luôn cho các chị, em tặng các chị chỉ duy nhất livestream ngày hôm nay thôi nhá. 259.000 đồng. Các chị lên đơn giúp em. Rẻ 25. Rẻ 27. 2 bao nhiêu? 259. Rẻ 27 259.000 màu nâu giúp em. Rẻ 27 ạ, 259.000 màu nâu. Rẻ 27 259.000 mới mua trên ba sản phẩm cộng. Và rẻ 27 259.000 màu đen. Khi nhận hàng sẽ chuẩn túi giấy xịn sò như thế này, nói không với hàng sửa, nói không với hàng loại 2 nhá chị em mình nhá. Rẻ 27 kèm số điện thoại giúp em, xinh lắm. Mã này các chị vào đây, mã này các chị vào tường của nhà em có ảnh mẫu mặc đấy, đẹp lắm. Hot girl đang bán 450 đấy mọi người. Hot girl đang bán 450 đấy, nhà em bán cho mọi người với giá là 259.000. Siêu rẻ các chị ạ. Rẻ 27 259 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 27 màu đen 259.000 xỉ đẹp luôn này. Rẻ 27 màu nâu 259.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 27 màu nâu 259.000 đồng. Rẻ 27 màu đen 259 và rẻ 27 màu xám 259 nhá mọi người ơi. Ok, rẻ 27 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ok, rẻ 27 nhá mọi người ơi. Ok, rẻ 27 ok chị yêu này. Rẻ 27 đủ màu luôn ok la. 259.000. Rẻ 27 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 27 kèm màu kèm số điện thoại cho chị. Rẻ 27 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Ống bo cho các chị luôn. Rất là đẹp, các chị cứ tin em đi. Mặc hết dáng tăng chiều cao cực kỳ luôn đây ạ. Rẻ 27 kèm màu kèm số điện thoại mọi người ơi, giá siêu rẻ. 259.000 đồng ok. Rẻ 27 màu nâu em nhận đơn. Rẻ 27 màu xám, tin em đi rất là đẹp.
Các chị nào mà không thích chơi xám cả nâu thì các chị mới chơi đen. Còn các chị có nhiều đen quá rồi thì các chị cứ chơi xám với cả nâu cho em nhá mọi người nhá. 259.000 đồng. Đẹp lắm, hàng loại 1, hàng siêu cấp VIP anh em cứ yên tâm. Hàng phun túi giấy xịn sò, em sợ là các chị nhận hàng xong các chị bị nghiện đấy. Bị nghiện cái hàng túi giấy của nhà em đấy. Rẻ 27 màu xám này, ok này. Em bảo rồi mà, rẻ 27 màu xám, rẻ 27 màu nâu, ok. Ok, rẻ 27 đủ màu bao, ok chị yêu. Lên đơn giúp em là rẻ 27, ok. Rẻ 27 đủ màu, ok này. Rẻ 27 màu nâu, rẻ 27 màu xám và rẻ 27 màu đen giúp em 3 màu cho chị em mình lựa chọn. Rồi, cái này các chị lên đơn cho em là rẻ 28 kèm số điện thoại. Ú là trời, set này của nhà em hot hit không cần giật tít luôn. Chuyến trước nhà em về là set mèo cổ tròn. Chuyến này em về phục vụ các chị là set mèo cổ tim và có cúc. Mèo của nhà em là mèo thêu xịn sò sọ xịn. Đấy, rẻ 27 màu xám ok la này. Em bảo rồi mà, rẻ 27 đen ok. Rẻ 27 đen là một cái sự lựa chọn an toàn cho các chị. Rẻ 27 đen là một sự lựa chọn an toàn cho các chị. Còn ai thích chơi trội, chơi nổi, các chị cứ lấy sáng ở đâu cho em. Nó vẫn là một cái màu trầm mà các chị mặc lên nó rất là tây. Rẻ 27 là 259.000. Mã mèo này của nhà em là rẻ 28 giúp em. Ok la này, mã này em chơi lớn luôn này. Rẻ 28 em chơi lớn nhá. Mèo này, xịn sò sọ xịn này. Rẻ 28, nhìn quần giúp nhà em này. Các chị nhìn quần của nhà em nhá. Mã này của nhà em ok. Mã này của nhà em đã lên hàng rẻ rồi đấy các chị ơi. Em thấy hàng rẻ, người ta lấy ảnh, người ta lấy ảnh chuẩn như thế này mà người ta bán có 120, 130. Thì các chị thử nghĩ xem, 120, 130 một này là cái sợi len nó không được dệt đủ sợi đâu các chị ạ. Len nó sẽ dệt theo sợi, có những cái loại len nó sẽ là 3 sợi, 5 sợi đó. Người ta sẽ ăn bớt cái sợi len đi và người ta sẽ dệt form nhỏ hơn một chút đó. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 28, rẻ 28 em nhận đơn này. Các chị nhìn form quần của nhà em này, giá man chưa. Rẻ 28 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Rẻ 28 kèm số điện thoại này, xinh không? Đấy, đây là em còn đang mặc một quần ở bên trong nhá. Ui, xinh quá, hơi béo một tí nhưng mà xinh. Các chị ạ, hơi béo một tí nhưng mà xinh. Tại vì em đang mặc quần ở bên trong mà, em đang mặc một cái quần phồng ở bên trong. Xinh vãi trưởng luôn. Rẻ 28 giúp em 255.000 đồng. Tỷ lệ giá cực kỳ đẹp cho chị em mình luôn. 255, ai lấy các chị lên đơn. Thân len nhá mọi người nhá, xinh lắm. Sơ vin và tỷ đẹp. Nhà đang mặc quần ở bên trong. Rẻ 28 giúp em 255.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 28 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 28 kèm số điện thoại ạ. 255.000 áo mochino bao nhiêu tiền em nhỉ? Rẻ 28 kèm số điện thoại áo mochino là mã rẻ bao nhiêu? Đợi em một chút nhá. Rẻ 28 ok em nhận đơn đẹp mà. Rẻ 28 bao nhiêu? Rẻ 17, áo mốt là rẻ 17, 228.000. Các chị mượn áo. Rẻ 17 đây mọi người ơi. Rẻ 17, áo mochino, hàng siêu cấp VIP, xịn sò như thế này. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 17 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. 228.000 đồng. Các chị ạ, 228.000 đồng cho một áo nỉ VIP xịn sò, phiên bản nâng cấp, full tag mắt, check code, check mã thoải mái luôn. Ok la chưa ạ? À, rẻ 28 kèm, rẻ bao nhiêu nhỉ? 17. Rẻ 17 kèm số điện thoại giúp em 228.000 đồng. Rẻ 17 kèm số điện thoại 228 nhá mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 17 kèm số điện thoại giúp em này, 228.000. Ok em nhận đơn rẻ 28. Ok em bảo rồi mà, rẻ 28 rất là đẹp mọi người ạ. Chất đẹp vô cùng luôn. Đây này, người chơi hệ mèo không thể bỏ qua. Rẻ 28 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Ok rẻ 28. Ok em nhận đơn rẻ 28. Rẻ 28 đỉnh đét luôn các chị ạ. Rẻ 28 em ơi, nổ đơn dã man luôn. Rẻ 28 kèm số điện thoại. Khách mới ơi, bổ sung số điện thoại giúp em nhá. Các chị phải comment cho em là rẻ 28 kèm số điện thoại giúp em thì em mới lên đơn được nhá mọi người nhá. Khi các chị nhận được tin nhắn là shopco đã cập nhật đơn hàng của bạn thì các chị lên giúp em này. Địa chỉ ở trên livestream. Địa chỉ ở trên livestream hoặc các chị cho em địa chỉ vào phần ebook giúp em nhá. Ok em nhận đơn rẻ 17. Rẻ 17 áo mochino. Giá bao nhiêu ạ? 228.000. Rẻ 17 là 228.000 mọi người ạ. Tiếp theo em lên đơn cho mọi người là mã hàng rẻ 29 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 29. Thả like thả tim lên cho em.
Đây ạ, à, ai đang cần một chiếc váy xinh xẻo xịn sò, các chị lên luôn cho em này. Đẹp lắm, năm nay cực kỳ hot. Tất cả những cái dòng kẻ cho chị xin một cái áo kẻ polo màu hồng. Rẻ 29 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 29 kèm số điện thoại. Em kỷ niệm các chị nhá. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là rẻ 29 dồn đơn. Được chưa ạ? Rồi ok. 100, 200 người đang xem, ok. Hơn 500 người đang xem đấy, em cứ chỉ livestream tầng tầng như này thôi mà các chị. Rẻ 29 kèm số điện thoại giúp em. Em tặng các chị 69.000 đồng. Chất không đẹp không lấy tiền. Chất không đẹp không lấy tiền luôn nhá mọi người nhá. Rẻ 29 kèm số điện thoại giúp em, ok. Facebook của em nó cứ đơ đơ thế đấy chị yêu, và chị yêu ủng hộ em nhá. Rẻ 29 kèm số điện thoại giúp em 69.000 đồng. 69.000, vâng nó cứ bị ao đấy các chị. Mà bị ao ra các chị nhớ vào lại giúp em nhá. Rẻ 29 kèm số điện thoại giúp em 69.000 đồng nhá mọi người ơi. Rẻ 29 của nhà em. Giá siêu đẹp luôn. Rẻ không? Rẻ không mọi người? 69.000. Trời ơi. Em đi chết đây các chị ạ. Rẻ 30 này. Em chắc chắn các chị rất là thích. Rẻ 29, 69.000 em tặng các chị luôn xỉ bằng lẻ. Các chị yên tâm là quá là rẻ rồi. Hàng đông nhà em chiếc khấu đẹp và các chị đã bán rẻ còn chiếc khấu đẹp. Hàng hè em treo lỗ cho các chị luôn. Ok. Mã này em, mã này mới về này. Lên luôn cho các chị này. Mã này mới về lên luôn cho các chị, số lượng ít này. Rẻ bao nhiêu rồi? Rẻ 30 đúng không? Rẻ 30 em có màu hồng. Rẻ 30 em có màu be. Em phục vụ chị em mình. Ai thích hồng các chị lên hồng, ai thích be các chị lên be. Thị trường đang bán hàng chuẩn như nhà em nhé. Các chị nhìn kỹ cho em này. Cái tag mark của nó như thế này. Được chưa ạ? Chuẩn túi, đưa ra chị túi. Chuẩn túi luôn. Chuẩn túi tàu như thế này luôn. Được chưa ạ? Túi nó phải chuẩn với mark thì nó mới là hàng tàu xịn. Còn hàng xưởng thì nó sẽ cắt bớt tất cả mọi thứ có thể để cho nó chi phí của nó rẻ đi các chị ạ. Đấy, nên là các chị hãy là người mua hàng không thái. Mã hàng rẻ 30 màu be. Rẻ 30 màu hồng giúp em. Em nhận đơn các chị với giá là 159.000. Xỉ chết khấu xương xương các chị em mình quá rẻ rồi. Thị trường đang bán là 280 cơ. Các bác ạ, à, đúng dòng của nhà em luôn nhá. Đúng dòng hàng của nhà em luôn. Ok là chưa ạ? À? Mác số, tác số, túi số cho em. Ok chưa? 100 100 bao nhiêu? Chưa bảo giá, 159.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 30 kèm số điện thoại. Rẻ 30 màu be 159.000. Rẻ 30 màu hồng giúp em 159 nhá mọi người nhá. Rẻ 30 màu be 159.000. Rẻ 30 màu hồng 159.000. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. Rẻ 30. Rẻ 30. Kèm điện thoại 159.000. Rẻ 31 cho em mọi người ơi. Trời ơi, rẻ 31 của nhà em là bản đá nhá. Bản thỏ đá cho em, ok. Rẻ 30 màu be ok này. Rẻ 30 màu hồng ok. Các chị cứ lên đơn nhá. Các chị nhận được tin nhắn là shop Google đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn. Mã tiếp theo của nhà em là mã hàng rẻ 31 giúp em. Một bản thỏ đá xịn sò sọ xìn như thế này. 169. Ngày hôm nay em chốt sale cho các chị. Giá siêu đẹp luôn. Được chưa ạ? Các chị cứ chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp mà chốt đơn thôi các chị ạ. Còn giá thì cứ để em lo. Rẻ 31 ạ. 169 hôm nay em sale cho các chị còn 99.000 đồng. 99.000 đồng rẻ 30 hồng ok em nhận đơn. Rẻ 31 giúp em. Rẻ 31 em nhận đơn nhá mọi người nhá. Rẻ 31 em tặng các chị 99.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 31 kèm số điện thoại. Rẻ 31 kèm số điện thoại giúp em 99.000 đồng ạ. Rẻ 31 úi dồi ôi. Rẻ 32 toang luôn anh em. Rẻ 32 toang luôn anh em ơi. Trời ơi. Đỉnh đét luôn. Rẻ 32 cho em bản gấu kim sa. Lấp la lấp lánh đẹp. Rẻ 32 ok vẫn lên rẻ 30 các chị ạ, dám ăn không? Rẻ 32 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 32 kèm số điện thoại giúp em. Bản gấu kim sa nhâm nhánh rất là đẹp. Rẻ 32 kèm số điện thoại. Em nhận đơn em tặng kỷ niệm các chị. Giá bao nhiêu ạ? Rẻ 32 88.000 đi. Rẻ 32 88.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 32 88k. Kèm điện thoại. Rẻ 32 kèm điện thoại 88.000. Rẻ 32 ạ, 88.000 nhá mọi người. Khó chân quá. Rẻ 32 88k. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 32 kèm số điện thoại. Chuẩn bị cho chị cái mã nỉ. Gucci có cái tay màu đỏ, cái tay màu ấy.
đẹp ấy. Má tiếp theo em lên cho chị em mình. Rẻ 33. Rẻ 33 của nhà em là bản quần. Ui dồi ôi. U là trời. Rẻ 32 ok. Xịn dã man luôn à. Các chị lên đơn giúp em. Rẻ 33 kèm mấu kèm số điện thoại giúp em. Người luôn. Các chị ạ. À, đây. Đỉnh không? Trời ơi các chị mix cho em. Với áo 2 dây ý. Áo sắt nách mix cho em với áo nỉ áo len đều auto đẹp giúp em. Đây ạ, à, siêu đẹp luôn. Nhìn ống quần bo giúp em này. Bên sườn này một vạch, bên sườn là một vạch và thêu nổi cho chị em mình được chưa ạ? Em có hai màu, các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Siêu rẻ. Trước giờ vẫn thế, trước giờ vẫn rẻ như thế mọi người ạ. Rẻ như cho luôn. Rẻ 33 kèm số điện thoại giúp em. Em kỷ niệm các chị 136.000 đồng nhá các chị nhá, xỉ lẻ giá quá là đẹp luôn. 136.000 em nhận đơn này. Đỉnh không? Rẻ 33 kèm số điện thoại giúp em. Cho chị xin hai à đây rồi. Rẻ 33 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Ai thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Ai thích màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. Màu xám siêu tây. Màu xám siêu tây ạ. Màu đen thì không thể thiếu rồi các chị ạ. Màu đen thì gọi là chiếc quần thần thánh rồi. Thích đồ đẳng cấp rồi. Rẻ 33 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 33 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ok rẻ 33 kèm màu giúp em. Ok rẻ 33 hai màu ok la này. Rẻ 33 giúp em. Kèm màu kèm số điện thoại bao rẻ nhất quả đất cho chị em mình luôn, chuẩn xịn luôn. Hàng full túi zip ạ. Rẻ 33 màu đen kèm số điện thoại. Rẻ 33 màu xám kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người nhé. Rẻ 33 màu đen kèm số điện thoại. Rẻ 33 màu xám kèm số điện thoại. Đây ạ, đằng sau quần có túi luôn. Chắc em phải lấy cái này em mặc này, đẹp quá. Rẻ 33 giúp em, giá bao nhiêu ạ? 136.000. Ôi 136.000 có xứng đáng xuống tiền không? Phải em là em xuống luôn mà ngay. Các chị ạ, phải em là em xuống luôn và ngay. Ok giảm rẻ 33 ok chị yêu này đủ màu luôn. Ok la luôn. Rẻ 33 kèm số điện thoại. Số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. 136.000. Siêu rẻ luôn. Úi giời ơi luôn. Rẻ khối luôn các chị ạ. Đúng là kiểu ôi chất này chất này. Ok rẻ 33 em nhận đơn. Ok rẻ 33 em nhận đơn các chị yêu ơi. Rẻ 33 em nhận đơn nhá. Xỉn đẹp luôn. Em có bằng hướng nhỉ? Rồi hết taxi xe rồi anh em ơi. Rẻ 33 giúp em kèm số điện thoại. Trời ơi. Má này nó thiên về cái chất lượng các chị ạ. Má này nó thiên về cái chất lượng, chất len nó rất là đẹp luôn. Len dệt cực kỳ đẹp luôn. U là trời. Rẻ 33 vẫn lên em ơi. Rơi hết cả tang rồi. Rẻ 33. Ok em nhận đơn rẻ 33. Ủa má này đẹp quá các chị ơi. Má này các chị mặc đi học đi làm đi chơi đi đâu thì đi các chị ạ. Đi đu đưa đi nhá. Má này lên đơn cho em má hảo. Rẻ 34. Rẻ 34. Ô đâu rồi? Cái kiểu gì đó. Rẻ 34. Em có 3 màu ạ. Rẻ 34 em có màu xanh. Rẻ 34 em có màu tím. Và rẻ 34 em có màu trắng nhá chị em mình ơi. Ui. Chất đẹp lắm mọi người ạ. Chất len thường nổi cho em. Chất rất là đẹp. Các chị nhìn chất này. Ok la chưa? Các chị nhìn chất ok la chưa? Một mã CC kiểu dáng plastic cho em. Các chị nhìn đấy. Mặc em này ok la không? Cực kỳ tôn luôn. Cực kỳ tôn dáng luôn. Ok vẫn lên rẻ 33 ok la luôn. Mặc cực kỳ tôn dáng luôn nhá mọi người nhá. Đó em có 3 màu ạ. Mã này của nhà em là rẻ 34. Rẻ 34 màu xanh. Rẻ 34 màu tím. Và rẻ 34 màu trắng. Kỷ niệm các chị 199.000 đồng. Xỉ giảm xương xương. Mã này của nhà em là hàng 233. Hôm nay em chốt đơn 199.000 nhá. Xỉ giảm xương xương này. Ai thích màu trắng chốt liền cho em. Ôi nó phải gọi là nó sang mất người luôn ý. Ai thích màu xanh các chị lên đơn xanh giúp em này. Các chị mặc sơ vin này, các chị mặc suông đều đẹp này. Đó rẻ 34 199.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 34 màu xanh. Rẻ 34 màu tím. Rẻ 34 màu tím. Màu này là màu tím tím đấy các chị ạ. Hàng chuẩn xịn đấy. Rẻ 34 màu tím rồi em ơi. Toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Toàn màu đẹp thôi mọi người ơi. Được tặng kèm tác mát luôn. Rất là xịn sò. Rẻ 34 màu tím giúp em này. Ôi. Giá man chưa? 99. Rẻ 33 hết mất rồi nhá. Đơn giản nhưng mà khi mà các chị mặc nó không hề đơn giản một chút nào luôn. Các chị ạ. Nhìn nó đơn giản nhưng mà khi mà các chị mặc nó không hề đơn giản một chút nào luôn. Ôi cái màu trắng này thì thôi. Hết nước chấm 199.000.
giá em bán quá rẻ rồi, xỉ em vẫn chốt xương xương cho các chị nhá. Xỉ em giảm xương xương cho chị em mình luôn nên các chị cứ yên tâm là rẻ. Mà số lượng không có nhiều đâu, chứ bán giá này mà số lượng có nhiều thì thôi. Em không đi bán quần áo nữa mà em đi, em phải bán nhà mất các chị ạ. Rẻ 34 ok chị yêu này. 3 tím 2 trắng ok la này. Rẻ 34 xanh ok. Rẻ 34 đủ màu luôn ok la này. Rẻ 34 giúp em, các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Ôi này, mặc áo này xong rồi thích cho em một cái chân váy ngắn dài ấy. Úi giời ơi, nó cứ phải gọi là hết nước chấm. Rẻ 34 kèm màu giúp em. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy ạ. Rẻ 34 ok la lên rẻ 34 các chị ơi. Rẻ 34 ok la luôn. Mã tiếp theo em lên đơn cho các chị là mã hàng. Ok. Rẻ 35 giúp em. Rẻ 35 nhá mọi người ơi, em sẽ lên cho các chị một bảng rẻ 35. Siêu đẹp. Siêu siêu đẹp luôn em đảm bảo các chị. Rất là ưng mã này thì em cực kỳ tâm đắc mã này. Mã này của nhà em là mã hàng rẻ 35. Rẻ 35 em có màu xanh và rẻ 35 em có màu đỏ. Mã này của nhà em là áo nỉ hoodie sộp. Các chị nhìn này, tất cả những mã GC 1921 nó cứ phải gọi là cháy hàng luôn. Các chị ạ, à, cháy hết lẹt luôn ý các chị ơi. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 34. Rẻ 34 màu xanh. Rẻ 35 màu xanh và rẻ 35 màu đỏ giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. À? Mã hàng là rẻ 35. Cú pháp cho đơn mã kèm số điện thoại giúp em nhé các chị nhá. Nhận hàng chuẩn xịn như thế này. Nhận hàng chuẩn xịn full book như thế này luôn mọi người ơi. Rẻ 35 kèm màu xanh và rẻ 35 kèm màu đỏ giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 35 màu xanh có giá là 234.000 đồng. Em ơi quá là rẻ luôn. Đập hộp siêu cấp VIP tiền triệu. Em bán cho các chị tiền chục tiền trăm mọi người ạ. Rẻ 35 màu xanh và rẻ 35 màu đỏ cho em. Các chị thích tông màu nào các chị lên đơn tông màu đấy nhá mọi người nhá. Áo nỉ hoodie có mũ cho chị em mình luôn. Áo nỉ hoodie này rẻ 35 có mũ cho chị em mình luôn đó. Mà cái mũ này của nhà em lại còn là mũ hai lớp cơ mọi người ơi. Mũ này là mũ hai lớp nhá, rất là chất luôn. Các chị lên đơn giúp em là rẻ 20, rẻ 35 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Dáng nỉ hoodie siêu xinh 234.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 35 ok em nhận đơn này. Rẻ 35 giúp em. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là rẻ 35 dồn đơn. Ai chưa có đơn các chị lên giúp em đầy đủ số điện thoại. Các chị được chốt đơn thì Facebook nhà em sẽ gửi tin nhắn thông báo cho các chị là shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn, là mình có đơn nhá mọi người nhá. Rẻ 35 màu xanh và rẻ 35 màu đỏ giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 35 xanh kèm số điện thoại. Rẻ 35 đỏ kèm số điện thoại giúp em. Mã tiếp theo là mã hàng rẻ 36 nhá mọi người nhá. Rẻ 36 mọi người ơi, một set tất gấu siêu xinh. Một set tất gấu siêu xinh luôn. Không thể thiếu các chị ạ, không thể thiếu luôn. Trừ khi mà các chị đi chân đất thì các chị mới không cần đi tất thôi. Chứ còn đâu là ai cũng cần đi giày là phải đi tất mọi người ạ. Đi giày mà không đi tất thì thà đi chân đất còn hơn. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 36 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 36 kèm số điện thoại giúp em. Siêu đẹp. Ai lấy các chị lên đơn. 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em mã hàng rẻ 36 kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn giúp em ạ. Rẻ 36 kèm số điện thoại 59.000. Ôi tất của nhà em thì không thu số. Thật sự luôn. Tất của nhà em lúc nào cũng hot đấy các chị thấy không. Nổ đơn rẻ 36 mà lại. Nổ đơn rẻ 36 luôn. Ai lấy các chị comment kèm số điện thoại. Rẻ 36 kèm số điện thoại 59.000 đồng nhá các chị nhá. Rẻ 36 đấy. Nổ đơn rẻ 36 mà. Eo ơi dã man luôn. Rẻ 36 cho em nhá các chị nhá. Rẻ 36 kèm số điện thoại đấy. Eo ơi rẻ 363. Rẻ 365. Trời ơi rẻ 36. Rẻ 36. Rẻ không các chị. Eo ơi em nói mà em sái cả mồm luôn hôm nay. Lên đơn các chị quá rẻ. Rẻ 36 kèm số điện thoại các chị ạ. Rẻ 36 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ quá. Rẻ 36 em nhận đơn là bao nhiêu ạ. 59.000. Bây giờ em lên các chị mã hàng rẻ 37 giúp em. Rẻ 37 là một set len gấu mochino. Ôi dồi ôi ai chơi người chơi hệ set lại điểm danh. Người chơi hệ set lại điểm danh cho em sẽ like nhanh này. Rẻ 36 kèm số điện thoại này. Quần này của nhà em rẻ 37 kèm số điện thoại.
Quần này của nhà em là quần màu xanh than nha các chị nha. Quần màu xanh than chứ không phải xanh thường đâu. Rất là đẹp luôn. Đây mã này lên đơn giúp em mã hàng. Xả rẻ bao nhiêu? 37. Rẻ 37 kèm số điện thoại giúp em 259 nghìn đồng. Rẻ 37 kèm số điện thoại 259. Ai lấy các chị lên đơn? Rẻ 37 ạ, 259 nghìn đồng. Cho chị cái set cô gái ghi với. Rẻ 37, rẻ 37 cho em 259 nghìn. Cô gái ghi em không? Được, được. Rẻ 37 giúp em 259 nghìn nha các chị nha. Ai lấy các chị lên đơn? Rẻ 37 kèm số thoại lấy các chị set cô gái đi em. Rẻ 37 kèm số điện thoại 259. Rẻ 37 kèm số điện thoại giúp em 239 nghìn đồng. Đây là set len nhá mọi người nhá. Đây là set len 259 ạ, set len. Ok, rẻ 37 em nhận đơn bổ sung số điện thoại giúp em. Bổ sung số điện thoại giúp em chị yêu ơi. Khách mới bổ sung số điện thoại giúp em đi. Khách mua trên 3 sản phẩm vui lòng cọc giúp em nhé. Chốt 2 sản phẩm nhà em có ship cho các chị. Còn từ 3 sản phẩm trở lên thì nhà em phải nhận cọc thì nhà em mới đi đơn nhé các chị nhé. Từ 3 sản phẩm nhà em sẽ gửi số tài khoản cho các chị. Hoặc các chị có thể chuyển khoản bằng số tài khoản đang ghi ở dưới bình luận ấy. Rẻ 37 kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 259 nghìn đồng. Quá rẻ luôn. Rồi mã này em xin phép tặng các chị này. Mã này em xin phép tặng các chị này. Là mã hàng rẻ 38. Rẻ 38 đúng không? Giá bao nhiêu em? 239 nghìn. Rẻ 38 giá bao nhiêu? 239. Đây cơ mà. 239 nghìn á. Ôi toang thật sự luôn. Rẻ 38 cho em 239 nghìn đồng. Mã này em tặng xỉ luôn. Giá 230. Bao giá toàn quốc. Được chưa ạ? Hàng loại 1. Nhìn form cho em. Nhìn form đỉnh đếp như thế này luôn nha các chị nhá. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Cú pháp chốt đơn. Rẻ 38 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 38 kèm số điện thoại. Mã này các chị có thể mặc suông, các chị có thể mặc sơ vin. Ôi dồi ôi, đều ok la luôn. Trời ơi, chung cha mạng ơi, nó quá là đẹp luôn các chị ạ. À. Ôi dồi ôi, nó chỉ có duy nhất một màu thôi. Nó chỉ có duy nhất một màu như thế này thôi. Màu xám phối với màu hồng. Đỉnh của chóp luôn. Xịt đét luôn. Đây là set len mọi người ạ. À, đây là set len giúp em nhá. Màu hồng này, màu xám này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 38. Set gấu các chị comment cho em là rẻ 37. Ok la chưa ạ? Siêu đẹp. Không đẹp không lấy tiền mọi người ơi. Ok la, thả like thả tim lên cho em mọi người ơi. Thả like thả tim lên cho em đang nổ đơn rẻ 38. Nổ đơn rẻ 37. Ối giời ơi luôn. Giá phải gọi là ối giời ơi luôn đấy các chị ơi. Rẻ 37 chiếc khấu đẹp cho xỉ được chưa ạ? Rẻ 38 bán 239 nghìn đồng. Bán xỉ nói luôn giá trên like 230 nghìn. Được chưa? Mã này chiếc khấu các chị quá đẹp luôn. Vì là 239 nghìn đồng nó rẻ hơn cả giá xỉ rồi. Nhưng mà xỉ em vẫn làm giá các chị còn 230 nghìn đồng. Ok la chưa ạ mọi người ơi? Rẻ 38 kèm số điện thoại của em. Ôi dồi ôi, vẫn lên rẻ 37. Mã này là rẻ 38. Rẻ 37 là gấu đúng không em? Mã này là rẻ 38 nhá mọi người nhá. Rẻ 38 cho em nhìn quần này. Yêu chưa? Yêu chưa mọi người ơi? Rẻ 38 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Gấu là rẻ 37 nhá mọi người nhá. 239 nghìn đồng, quá rẻ luôn. Hai lấy các chị lên đơn này. Rẻ 38 này, ok la này. Rẻ 39. Khúc này là khúc gay cấn mọi người. 38 ok này. Khúc này là khúc gay cấn cho em. Rẻ 39 kèm số điện thoại. Bản đáp GC. Trời ơi, nó đã loang ông bơ rồi. Nó lại còn hai mặt cơ. Đỉnh á. Đỉnh của chóp luôn. Xịt đét luôn. Các chị ạ. Xịt đét nét căng màn hình luôn. Ai lấy các chị lên đơn mã hàng rẻ 39 kèm số điện thoại nhé mọi người nhé. Rẻ 39 kèm số điện thoại nhé mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Form cân nặng thoải mái dưới 70 cân các chị mặc ok la. Giá xương xương 79 nghìn đồng. Giá xương xương 79 nghìn đồng. Áo em đang mặc là 234 nghìn. Các chị lên đơn cho em là GC xanh 234 và GC đỏ 234 nhé mọi người nhé. GC xanh 234 mã này nổ đơn rồi. Các chị ơi, mã em đang mặc nổ đơn. Vứt vứt cho chị cái màu đỏ cái. Mã em đang mặc nổ đơn ở Mỹ luôn. Nếu mà đúng mã thì cho chị cái mã. Rẻ 35. Màu xanh em ơi, rơi rẻ 35 màu đỏ đi. Em ơi quá đẹp luôn, nổ đơn. Sợ không còn hàng mà bán nên các chị cứ lên đơn đi nhá. Em không biết đâu. Các chị ạ, các chị cứ lên đơn đi. Em không biết đâu, hàng full book luôn. Ném chị cái book nào. Rẻ 35 màu xanh và rẻ 35 màu đỏ. Full book như thế này nhá các chị nhá. Về đập hộp sướng gen luôn. Được chưa ạ? 234.000 đồng nha các chị nha. Mã này đổ đơn này. Các chị lưu ý cho em bản GC 1921. Ra mẫu nào là cháy hàng mẫu đấy. Rẻ 35 màu xanh nha.
như em đang mặc và rẻ 35 màu đỏ đằng sau, 234.000 đồng xỉ lẻ, giá đẹp, ok la chưa ạ? Còn mã này của nhà em là rẻ 39, nhẹ nhàng, xương xương, 79.000 đồng bản Homber. Em đang bán là 149, hôm nay chốt đơn cho các chị là 79.000, xỉ bằng lẻ luôn này. Hàng hè sale hết cho các chị nhá mọi người nhá, hàng hè em nói cho các chị nghe, em thề em nói điều mất lộc luôn, hàng hè em vẫn đang nhập về, nhưng mà em bán sale hết luôn, được chưa ạ? Em bán sale hết luôn, một là để đẩy hàng, hai là để mua khách, ba là để tương tác live stream. Vậy thôi các chị ạ, chứ không ai là người bán lỗ cả. Em bán lỗ cái này nhưng mà em lại bán lãi cái này, được chưa? Hai cái nó bù nhau. Thế thôi, cho nhân viên có việc để làm. Thì tháng này đang là tháng giao mùa, bán chậm lắm chứ không có lãi lời gì đâu các chị ơi. Tháng lãi hơn 100 triệu cũng chỉ gọi là đủ chi phí thôi mọi người ạ, không về túi được đồng nào hết. Rẻ 39 kèm số điện thoại. Rồi, ok la chưa? Rẻ 40 cho em. Rẻ 40. Các chị ơi, các chị xem cái gì các chị comment cho em là xem. Xem xám, xem mèo xám, xem gì các chị comment cho em là xem nhá mọi người nhá. Chứ mọi người comment là áo ở trên bao nhiêu tiền một cái thì em không thể nào mà em ngồi đêm đọc giá được. Vì em đọc giá nhưng mà các chị nhìn từ xa, các chị sẽ không biết được là chất lượng như thế nào, kiểu dáng như thế nào. Mình xem cái gì em sẽ phục vụ các chị xem cái đấy. Ok la chưa? Rẻ 39 kèm số điện thoại, kỷ niệm các chị 79.000 đồng, báo giá luôn xỉ bằng lẻ. Hàng hè tiếp tục cho các chị. Mã này nhà em đang bán là 169.000. Bán xỉ là 145.000. Ngày hôm nay em chốt đơn cho các chị 119.000 đồng nhá mọi người nhá, 119 cho em. Mã này là mã bao nhiêu rồi bạn ơi? Rẻ 40 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 40 kèm số điện thoại, ok em nhận cọc này. Ok là em nhận cọc nhá. Ai mua trên 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp em, hoặc là kể cả các chị mua 1-2 sản phẩm. Các chị nhận hàng các chị không trả tiền trước thì các chị cũng phải trả tiền sau mà, đúng không? Trước sau gì mình cũng vẫn phải trả tiền. Các chị lên đón giúp em mã hàng. Rẻ 40. Rẻ 40 kèm số điện thoại, 119.000 đồng xỉ bằng lẻ. Trời ơi, xinh quá, yêu quá. Rẻ 40 kèm số điện thoại giúp em, 119.000 đồng nhá, hàng tàu xịn cho các chị luôn. Rẻ 40 kèm số điện thoại, 119.000 đồng, tranh thủ. Tranh thủ. Rẻ 40 kèm số điện thoại, 119.000. Ăn tranh thủ comment khẩn trương các chị ạ, 119.000 đồng. Năm nay thích cái màu này thế. Năm nay thích cái màu này vô cùng các chị ạ. Năm nay thích cái màu này vô cùng luôn. Một bản CC. Rẻ 41 kèm số điện thoại giúp em. Ok em nhận đơn rẻ 40. Các chị cứ lên đơn đi, đẹp lắm. Đảm bảo tiêu chí với các chị luôn. Được chưa ạ? Rẻ 40 ok la này. Rẻ 41 cho em. Năm nay cực kỳ hot cái màu này. Màu xanh chuối. Chuẩn bị cho chị mã xanh chuối của chị, cô gái xanh chuối. Rẻ 41 lưu ý cho em hàng loại 1 này. Đau ơi, chất len sờ sướng cái tay. Chất len sờ sướng cái tay luôn. Rẻ 41 kèm số điện thoại, em nhận đơn nhá mọi người ơi. 169.000 đồng. Ôi trời ơi, mặc lên cái màu nó trắng vãi cả trưởng luôn các chị ạ. Mặc lên cái màu da nó trắng vãi cả trưởng luôn mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 41 kèm số điện thoại. Ôi, 169.000. Dã man con ngan luôn. Rẻ 41 kèm số điện thoại giúp em, 169.000 hàng loại 1 này. Ôi sờ sướng lắm các chị ạ, sờ sướng lắm. Cứ mua mà cảm nhận thôi. Nói chung là em đã bán hàng loại 1 rồi mà em bán rẻ như này thì các chị nên mua. Chứ đừng cân nhắc gì nữa. Các chị ạ, đừng cân nhắc, đừng đắn đo. Mấy hôm nữa nó ra cái hàng rẻ hơn. Không thể nào mà mặc được luôn. Mã này các chị nhận phát mê luôn, 169.000 đồng. Chỉ giảm xương xương, ok la chưa? Rẻ 41 kèm số điện thoại em nhận đơn. Báo chị mặc. Rẻ 41 kèm số điện thoại em nhận đơn này. Rẻ 42 cho em bản Silin SLGH. Số lượng có hạn. Chốt sale nhanh. 69.000 đồng mã hàng. Rẻ 42 kèm số điện thoại cho em nha các chị nha. Nhìn này, xịn sòn xịn, chuẩn xịn, full tam mát 69.000. Em không nhập được với giá này nha các chị nhá. Rẻ 42 69.000 em không nhập được với giá này. Ok, rẻ 41 em nhận đơn. Ok các chị. Lại hết pin rồi. Rẻ 42 kèm số điện thoại giúp em. Bán cho các chị xỉ bằng lẻ giúp em nha các chị nhá. 69.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 42 kèm số điện thoại em nhận đơn, 69.000 đồng. Nhá mọi người ơi, rẻ 42 kèm số điện thoại, 69k, xỉ bằng lẻ luôn này, tranh thủ chốt đơn này. Xỉ bằng lẻ này, 42 này, 69 này. Rồi rẻ 41 vẫn đang lên, ok rẻ 41 em nhận đơn, đẹp chưa? Ôi rẻ 41 này, quá đẹp luôn này. Các
chị mặc sơ vi nên các chị thích mặc suông đều đẹp này. Đỉnh không? Rẻ 41 kèm số điện thoại giúp em. 169.000. Cái đen SK 169.000. Xỉ báo lá luôn, các chị 160.000, quá rẻ. 160.000 quá rẻ luôn. Đây, bình thường nhà em đang bán là 189.000. Đó, hôm nay em chốt đơn các chị là 169.000. Ok like chưa? Đấy, nhưng là vẫn phải chiết khấu xuống cho xỉ một tí các chị ạ. Bình thường bán xỉ là 170.000 rồi, hôm nay bán lẻ 169.000. Giảm cho xỉ còn 160.000 xuống chưa? Quá rẻ luôn, các chị cứ đi tham khảo giá thoải mái. Các chị cứ đi tham khảo giá thoải mái. Em chẳng ạ, vì em bán xỉ đã là rẻ nhất quả đất rồi. Đứa nào bán rẻ hơn em thì chúng nó phá giá thì chúng nó chết thôi. Các chị ạ, các chị biết không? Các chị biết một điều gì không? Trong kinh doanh, đứa nào bán phá giá là đứa đấy là ngu nhất trên cái cuộc đời này luôn. Ở đời này không ai cho không ai cái gì và không ai làm không công cả. Còn tại vì sao em bán rẻ? Tại vì sao em bán rẻ thì ví dụ khách xỉ nhá, khách xỉ nhà em nhá, các chị ở nước ngoài hay các chị ở trong Sài Gòn, nếu mà các chị có đi du lịch ở Hà Nội, em mời các chị đến kho của nhà em cho các chị xem nhá mọi người nhá, để mọi người biết là tại sao em bán rẻ, được chưa ạ? Nếu mà không bán rẻ thì em vỡ nợ mọi người ơi. Em nhập số lượng hàng nhiều như thế, mỗi mẫu em nhập số lượng hàng trăm cái như thế, một mẫu em nhập cũng ít nhất là phải hàng chục cái rồi, chứ không ai nhập một hai cái để mà về bán livestream 3 máy xong chạy quảng cáo cả, đúng không ạ? Nên là tại vì sao em bán rẻ? Vì em bán được số lượng, các chị cứ nhìn em bán ở trên live là các chị biết. Bây giờ đơn giản đi, áo này mà em bán lãi 100.000 một cái thì chắc là em lên livestream này em chỉ bán được 3 cái thôi. Nhưng mà em chỉ lãi 10.000, 20.000 một cái. Các chị thử nghĩ mà xem, 3 máy em đang livestream hơn 500 người xem, em chỉ cần 3 người, 30 người chốt cho em cái này thôi, em đã lãi 5-600 rồi. Thế có hơn là em bán lãi 100.000 để em bán cho 3 người không? Đúng không ạ? Nên là thật ra là em bán rẻ là vì em chạy số lượng là chính mọi người ơi. Trước giờ em bán shop em biết rồi, bán shop nhá, ngày xưa em bán shop em phải lãi 100 đến 150.000 một cái. Vì em bán shop là em phải thuê nhân viên, thuê mặt bằng, thuê tất cả mọi thứ. Nhà em đâu có nhà mặt đường đâu, ai bán shop toàn phải thuê hết à. Xong rồi đến khi mà em chuyển sang bán online, em còn bán theo cái kiểu mà nhặt đơn, gom order em còn bán rẻ nữa cơ. Có những khi em lãi 10.000, 20.000 sản phẩm, nhưng em thề các chị luôn, em thấy em nói yêu mất lòng luôn. Có những mã hàng em bán hàng nghìn cái các chị ạ, có những mã hàng em bán hàng nghìn cái luôn, nhưng các chị cứ yên tâm là mua hàng nhà em là ông không rẻ. Còn em biết là hiện tại em đang livestream như thế này, có rất nhiều con một lần đang xem livestream của em và cướp khách của em. Các chị cứ mua hàng của em là các chị biết, các chị cứ mua nhiều vào, các chị cứ comment nhiều vào, hay khách xỉ nhà em là các chị biết đúng không? Bây giờ các chị chỉ mua xỉ của nhà em hoặc mua xỉ của một người nữa thôi, thế tại sao mà suốt ngày có người nhắn tin với cả kết bạn với các chị, đúng không ạ? Không có cái gì tự nhiên đến cả. Em biết là người ta cướp khách của em, nhưng em không cướp lại khách của người ta nha các chị nhá. Cuộc đời em bán hàng chưa một lần phải nhắn tin chào hàng ai, em thề nói điều mất lộc luôn nhá, không ai mang cái lộc lên đây để mà thề cả, được chưa ạ? Cuộc đời em chưa bao giờ phải nhắn tin chào hàng một khách nào luôn, toàn khách tự đến các chị ạ, toàn khách tự đến nhá. Nên là các chị cứ yên tâm là như thế, nhưng em biết là em không bao giờ có thể, một mình em không bao giờ có thể ôm trọn được một bầu trời. Có những người ta sẽ thích em, người ta mua hàng của em. Không, có những khách xỉ người ta không thích em, người ta không thích, tại vì là người ta thích là mua hàng của chủ shop cơ. Như em đây mua hàng chủ shop là sẽ là nhân viên làm việc. Đấy, có đôi khi là người ta thích là chủ shop phải chốt đơn cơ. Hay nhiều khi em đông khách quá, em không thể nào mà em gọi là check được nhanh tin nhắn cho khách hàng. Hay là có những khách hàng mà người ta chỉ thích mua ở những cái nơi nào mà người ta tiện để người ta mua hàng thôi. Đấy, nhưng mà em chả bao giờ phải cướp khách của một ai luôn, chưa bao giờ phải nhắn tin chào ai. Còn các chị cứ xem live stream của các chị em là các chị biết. Vãi cả trường. Đây này, khách nhà em bảo lên này. Vãi cả trường. Chị chỉ mua hàng của một mình em. Đấy, chị chỉ mua hàng của một mình em, nhưng mà ngày nào cũng có người kết bạn với chị, được chưa ạ? Khách lẻ này, em mua hàng của em mua hàng của chị Thủy và người ta cũng kết bạn với em. Đó, nhà em có cả khách xỉ, khách lẻ. Nhà em còn có cả tầng lớp và khách lẻ VIP cơ. Các chị ơi, khách lẻ VIP mua mỗi đơn hàng 5-7 triệu, 10 triệu cơ. Dạ. Dã man luôn mà không cướp được đâu. Các chị ạ, không cướp được đâu. Khách lẻ còn đang mặc áo phông thái, avatar mặc áo phông thái thế này. Rồi các chị lên đâu giúp em mã này rẻ bao nhiêu rồi bạn ơi? Rẻ 43 kèm số điện thoại giúp em, lên trên một tí thôi. Vẫn phải vào chủ đề anh em ạ. Vẫn phải vào chủ đề. Các chị ạ, nhiều khi đây này, máy bên này có được 94 người xem thôi, nhưng mà chắc là 4 người mua thật, còn đâu 90 là vong. Máy này đang lên comment hơi chậm một chút này các chị này.
đẩy view lên giúp em đi. Thả like, thả tim, đẩy view lên giúp em nhá. Ai đang xem livestream ở máy nào ngồi ngay ngắn ở máy đấy giúp em. Mã rẻ bao nhiêu em ơi? Rẻ 43 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 43 bản CC xịn sò như thế này. Em chốt đơn cho các chị với giá là 188.000 đồng, 188 giúp em. Rẻ 43 kém số điện thoại 188.000. Em có rẻ 43 màu trắng bản CC theo và rẻ 43 màu đen giúp em. Bản CC theo siêu xinh. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Rẻ 43 kèm số điện thoại ok. Ok, khách cọc em nhận đơn nhé mọi người nhé. Em không dùng tài khoản. Ok luôn, không dùng tài khoản, ship thử cho hai cái. Nhận hàng ưng thì lần sau mua hàng ủng hộ nhé. Không nhận từ 3 sản phẩm đâu ạ. Trên 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp em. Mã này của nhà em là rẻ 43 màu đen và rẻ 43 màu trắng giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 43 màu đen và rẻ 43 màu trắng này. Rẻ 43 đen kèm số điện thoại. Rẻ 43 trắng kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 44 của nhà em. Rẻ 44 của nhà em. Đây ạ, là bản CC hàng loang thái giúp em. Số lượng em không còn nhiều đâu, em tặng các chị luôn. Rẻ 44 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 44 kèm số điện thoại bản loang thái giúp em. Xả tặng các chị 119.000 đồng xỉ bằng lẻ. Ai nhanh thì được nhá mọi người nhá. Mã này không cần phải giới thiệu nhiều, bán cho khách quen là khách quen biết, đúng không ạ? 169-179.000 hôm nay sale còn 119.000 eo ơi. Rẻ 44 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 43 chị chưa có, chị yêu ơi, chị yêu chốt giúp em đi. Rẻ 43 có hai màu, màu đen và màu trắng ạ. Rẻ 44 là 119.000 đồng eo ơi. Rẻ 45 này mọi người ơi, các bài này hay nhỉ. Rẻ 45 giúp em kèm số điện thoại nhá. Rẻ 45 của nhà em là bản bút tần. Eo ơi, bản này em mê lắm mọi người ạ. Ok, em cảm ơn chị yêu. Ok, đấy, lên đơn rẻ 43, rẻ 43. Ok là rẻ 43 đen, rẻ 43 trắng, rẻ 43 đen. Ok, rẻ 43, khách xỉ ok nhá. Rẻ 43 em nhận tất cả đơn này. Các chị cứ yên tâm là siêu rẻ. Ok, khách lẻ bổ sung số điện thoại giúp em. Khách lẻ bổ sung số điện thoại giúp em. Mã này của nhà em là rẻ. Đấy, lại buôn chuyện đi. Rẻ bao nhiêu đây em ơi? Rẻ 45 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Bản bốc tần hai mặt nhá mọi người nhá. Siêu rẻ luôn. 225.000 đồng hàng full bút xịn sò. Cái này là bốc tần full chữ luôn. Ôi em này như bước ra từ store luôn. Các chị cứ yên tâm. Siêu đỉnh. Rẻ 45 kèm số điện thoại giúp em này. Điều chưa. Mặt sau đây. Để dã man con ngan luôn. Rẻ 45 kèm số điện thoại giúp em. Cho chị cái con hổ. Con Tiger hổ hổ. Rẻ 45 kèm số điện thoại 225.000 đồng. Nhận hàng bao phê bao mê. Không đẹp em không lấy tiền. Được chưa ạ? Rẻ 45 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. 225.000 đồng ạ. Rẻ 45 kèm số điện thoại 225.000 đồng. Eo ơi quá rẻ luôn. Rẻ 45 kèm số điện thoại 225. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 45 kèm số điện thoại 225.000. Ôi rẻ 45 quá đỉnh luôn. Xỉ giá 2XXX không ngóc được đầu lên nhá mọi người nhá. Xỉ giá 2XXX không ngóc được đầu lên luôn. Anh em ok la chưa? Xứng đáng để anh em xuống tiền chưa? Eo ơi quá xứng đáng luôn. Mọi người ạ, quá là xứng đáng luôn. Rẻ 45 kèm số điện thoại 225.000. Ok rẻ 45 em nhận đơn. Xời, người chơi hệ MLB này. Eo ơi này, eo ơi đấy, thấy chưa? Vừa bảo máy này ỉu một phát máy này lên luôn. Em đã bảo rồi mà, người chơi hệ MLB mà lại. Rẻ 45 kèm số điện thoại. Cho xin một MLB. 225.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 45 kèm số điện thoại. Mã này của nhà em là rẻ 46. Được chưa ạ? Rẻ 46 cho chị xin giá với em ơi. Rẻ 46 xả toang lên. Rẻ 46 xả toang lên anh em ơi. Siêu đẹp luôn, mặc thử cho các chị xem rẻ 46. Ôi tôi chi chết rồi. Cơn gió nào để chị bán 219.000 một cái áo len vậy. Ôi dồi ôi, nhiều view thế á. Nhiều view thế á. Rẻ 46 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 46 em ơi, chuẩn bị lại cho chị hai cái má len ở đằng sau đi. Má cô gái với cả má thỏ hồng đi. Rẻ 46 này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Áo len này, xịn sò. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Đâu đâu, đây này. Cái này với cả cái con chó hồng hai mặt ấy. U là trời, màu đẹp chưa. Thế năm nay không mua áo này thì mua áo gì nữa hả mọi người. Đúng không ạ? Năm nay không mua áo này thì mua áo gì hả mọi người ơi.
chẳng lẽ năm nay lại mua áo gì? Năm nay lại mua áo áo rắn đúng không? Năm nay phải mua áo hổ chứ. Đây ạ. À. Đâu ơi này. Xịn sò. Má bao nhiêu ạ? Rẻ 46. Rẻ 46, 219.000 đồng. Em nổ thẳng tiếng Việt luôn. Xỉ bằng lẻ nhá mọi người nhá. Nổ thẳng tiếng Việt cho anh em luôn, xỉ bằng lẻ. Rẻ 46 kèm số điện thoại cho em. 219.000. Đúng quá, đẹp quá. Rẻ 46 kèm số điện thoại 219.000 đồng. Nhá mọi người ơi, eo ơi. Dày dặn dã man luôn các chị ạ. Dày dặn dã man con ngan luôn. Rẻ 46 kèm số điện thoại. Nhận hàng chuẩn xịn luôn. Áo len full túi zip mọi người ạ. À. Áo len full túi zip cho em. Rẻ 46 kèm số điện thoại. Ok ra chưa? Mã này em ơi. Rẻ 6. 210.000. Ok, rẻ 46 em nhận đơn. Ok, rẻ 46 em nhận đơn nhá mọi người nhá. Khúc này em lên cho các chị cực địch. Eo ơi, rẻ 46 2 3 4 5 6 7 8 9 vẫn đang lên rẻ 46 10 11 12 13 13 cộng 5 18 19 20. Ôi kìa, rẻ 46 lên dã man luôn. Rẻ 46 giúp em. Ai lấy các chị lên thôi. Chị chết tôi rồi. Khách nổ đơn như điên như thế này. Các chị ơi, gần hết hàng rồi các chị ơi. Rẻ 46 219.000 đồng nhá. Xỉ bằng lẻ cho em này. Rẻ 46 kèm số điện thoại 219.000 đồng thôi rồi. Rẻ 46 em ngừng. Rẻ 46. Rẻ 46 em ơi, 4 cái ok này. Ok nhá. Nếu mà em không đủ thì em xin phép là giảm xuống một chút nhá mọi người nhá. Rẻ 46 kèm số điện thoại cho em. Tôi mặc nốt vậy đẹp quá. Rẻ 46 219.000 rồi. Cô gái xanh mã bao nhiêu em? Rẻ 6 giá bao nhiêu ạ? 210.000. Ok ra chưa? Tranh thủ đi mọi người ơi. Đây ạ. Được chưa ạ? Cao thủ không bằng tranh thủ đấy mọi người ạ. Giá bao nhiêu ạ? Rẻ 6 giá bao nhiêu? 210.000 nhá mọi người nhá. Eo ơi này. Rẻ 6 210.000 này mọi người này. Em đã mặc rồi đấy các chị ơi. Mã này nổ đơn rồi nhá các chị nhá. Cho chị xin bill của rẻ 6 đi. Rẻ 6 kèm số điện thoại cho chị xin bill. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em đây. Rẻ 6 này mọi người ơi, bill của rẻ 6 này. Eo ơi, rẻ 6 này, 200. Rẻ 6 cho em, eo ơi này. Rẻ 6 giúp em, giá bao nhiêu ạ? 209.000 đồng đúng không? 210 ạ. Ôi dồi ôi, rẻ 6 210 các chị ạ. Đấy, nhân viên nhà em nó còn từ đấy này còn vớt vát. Rẻ 6 là 210, eo ơi này. Rẻ 6 này ok là này. Úi dồi ôi, rẻ 6 này các chị ơi. Rẻ 6 này, 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7 này. Khách chốt như điên. 8, 9, 10 này. Đó, eo ơi, đủ màu này. Má này chỉ có một màu thôi nhá các chị nhá. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 6 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 210.000. Còn má này là rẻ bao nhiêu ạ? Ok. Rẻ 46. Áo em đang mặc là rẻ 46. Giá bao nhiêu ạ? 219.000 áo len đang bán tặng các chị xỉn bằng lẻ đấy, các chị tranh thủ mua đi. Em chịu chết đấy. Cái này là rẻ 6 là 210.000. Cái này là rẻ 46 là giá bao nhiêu ạ? 219.000. Eo ơi, em chỉ lỡ mồm em phát giá là xỉ bằng lẻ thôi mà bây giờ nổ đơn tung tóe như thế này. Các chị ạ, à, nổ đơn tung tóe rồi các chị ơi. Nổ đơn tung tóe cho chị cái 210.000. Rẻ 6 vào đây, cho chị cái rẻ 6 vào đây 210.000. Còn cái này là rẻ 46 219.000, em tặng các chị xỉ bằng lẻ luôn. Ok la chưa? Phê đét chưa? Rẻ dã man chưa? Rồi, tiếp tục cho em. Má này là rẻ bao nhiêu em? Rẻ 10. Rẻ 10 giá bao nhiêu? 200 bao nhiêu? 209.000. Em xin phép chốt đúng 10 giây mã hàng rẻ 10. Nhá mọi người nha, em xin phép chốt 10 giây mã hàng rẻ 10. 209 này em. Vâng ạ. Ôi toang luôn. 209.000 mọi người ơi. Khách hỏi nhiều quá em lên lại em phục vụ các chị đây, em sợ em không có đủ hàng đâu. Rẻ 10 giúp em, 209.000 đấy, em tặng các chị luôn. Rẻ 10 kèm số điện thoại. Rẻ 10 này là em bị dở hơi đấy các chị ạ. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em. 209.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ vẫn đang hỏi này. Áo cô gái là rẻ 6 210.000. Áo hổ là rẻ 46 219.000. Áo chó là rẻ 10 209.000. Ba mã này em kỷ niệm các bác. Xỉ bằng lẻ luôn. Vì các bác nghe giá là các bác biết mà. Các bác mua xỉ bình thường nó sẽ rơi vào tầm 240, 260, 250 đúng không ạ? Ngày hôm nay em lên cho các bác giá bao nhiêu ạ? 209.000. Mạnh dạn cho chị xin một áo, một mã áo len nữa. Để chị
sao lên mọi người. Ok. Rồi các chị đợi em, vui quá em sẽ lên cho các chị một mã áo len nữa. Em tặng các chị em chơi lớn luôn, xỉ bằng lẻ. Ok la chưa? Nói chung là các chị mua xỉ mã này, các chị nghĩ em bán xỉ bằng lẻ là các chị thiệt, nhưng các chị không hề bị thiệt một chút nào. Tại vì em bán còn dưới cả giá xỉ cơ mọi người ơi, em bán còn dưới cả giá xỉ cơ. Xinh quá, mã này em đang mặc là rẻ 10, 210. Ôi dồi ôi đấy. Ôi dồi ôi. Rẻ 10, 209 nghìn mọi người ạ. Rẻ 10, 209 nghìn này. Ok la chưa? Mã này là rẻ 6, 210 nghìn. Các chị không cần quan tâm về giá vì phần mềm nhà em đã lên giá cho các chị rồi. Các chị cứ yên tâm là như thế được chưa ạ? Rẻ 6 giúp em 210 nghìn. Ôi dồi ôi em đi chết lên các chị ơi. Rẻ 46, 219 nghìn. Ok la chưa ạ? Rẻ 46, 219. Rẻ... Rẻ 46, 219. Chịu rồi các chị ơi. Mã tiếp theo là rẻ bao nhiêu anh em? Rẻ 47 ạ. Rẻ 47. Rẻ 47 ạ. Số lượng em có, số lượng em có đúng là 28 cái nhá mọi người nhá. Rẻ 47 em có 28 cái, được chưa ạ? Ôi cái màu nó bao phê bao mê. Cái màu nó bao phê bao mê luôn. Rẻ 47 giúp em, em ơi xinh lắm các chị ơi. Vì bốc khách mới mua 3 sản phẩm. Rẻ 47 em có đúng 28 cái thôi nha mọi người nha, em ơi xinh lắm. Rẻ 47 em có 28 cái. Thôi nha. Các em ơi, chuẩn bị luyện cơ tay nào. Chuẩn bị luyện cơ tay à? Khách chuẩn bị luyện bàn phím, nhân viên chuẩn bị luyện cơ tay, em ơi đơn đơn nó ra gọi là tới tấp các chị ơi. Ôi dồi ôi, đau đầu quá, đơn nó ra tới tấp. Má này em chơi lớn này. Chúng nó chuẩn bị chửi em đấy các chị ạ. Thôi em nói bé cho các chị nghe nhá. Má bao nhiêu ạ? Rẻ 47. Rẻ 47. 199.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 47 kém số điện thoại. Nó không nghe thấy giá. Ôi bé chửi, em nói bé thế mà chúng nó nghe thấy giá. 199.000 mọi người ơi, vẫn cứ là áo len xịn sò như thế này. Ôi dồi ôi, bao mẫu bao giá toàn quốc, tự tin luôn. Ok la chưa? Xỉ 250, hôm nay bán 199.000 đồng. Eo ơi, rẻ bao nhiêu? 47. Kém số điện thoại 199.000. Thế thôi, xương xương thế thôi. Eo ơi, màu xinh chưa? Màu lạ, màu xinh chưa? Màu này mình được các chị mua cực kỳ đắt đấy. Rẻ 47 kèm số điện thoại giúp em 199.000. Cái này mà cân vội lên chắc phải tầm được 8 lạng. Cái áo này cân vội lên được khoảng tầm 7-8 lạng đấy các chị ạ. Nhá, ngày mai bán áo len sẽ mang cân lên đây cho các chị xem. Ok la chưa? Rẻ 47 kèm số điện thoại giúp em 199.000 đồng. Hỏa tốc, tăng tốc, tăng tốc. Rẻ 48 em lên đơn. Rẻ 48 này. Mã này các chị mua xỉ này. 170.000. Được chưa ạ? Hôm nay em tặng các chị 99.000. Hàng đầu vụ vừa về chưa bán, lên đơn luôn 99.000 đồng. Nào các chị thấy tri ân khủng khiếp chưa? Mã này các chị không cần phải mua giá xỉ, các chị đừng hỏi giá xỉ bao nhiêu tiền. Vì giá xỉ là 170.000. Em còn bán cho các chị rẻ hơn cả xỉ luôn, 99.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn giúp em mã hàng. Rẻ 48 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Rẻ 48 kèm số điện thoại 99.000 đồng. Siêu xinh, rẻ 48 kèm số điện thoại này 99.000 nhá mọi người ơi, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 48 kèm số điện thoại giúp em 99k. Ôi đẹp quá. Rẻ 48 kèm số điện thoại 99.000, phong cân nặng thoải mái cho các chị. Dưới 68-70 cân mình mà ok là. Rẻ 48 kèm số điện thoại 99.000, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 48 kèm số điện thoại. Rẻ 48 kèm số điện thoại giúp em này. 99.000. 99.000 đồng nhá mọi người ơi. Rẻ 48 kèm số điện thoại giúp em 99.000. Bây giờ em sẽ lên cho các chị một mã 11 được chưa ạ? Một mã 11 giúp em. Em ơi hôm qua lên hàng 11 xong rồi khách xỉ hỏi tới tấp. Các chị ạ, chốt lịa. Không dám lên 11 nữa. Các chị nhìn này. Chất mất người luôn. Lên đơn giúp em này, hàng 11 này. Khuôn tóc mát xịt sò như thế này. Ai lấy các chị lên đơn ok, rẻ 48. Ok, rẻ 48 em nhận đơn, các chị cứ lên rẻ 48 đi. Em không đọc nó đâu. Tại vì nó quá là rẻ rồi. Đơn còn lên tới tấp như thế này, đơn nhảy theo dây như thế này, không thể đọc được hết. Ba máy không thể đọc được hết các chị ạ. Rẻ 4, mã này của nhà em là rẻ 49. Kèm số điện thoại giúp em 240.000 đồng. Hàng 11 ạ.
240.000 đồng nha các chị nha. Rẻ 49 kèm số điện thoại giúp em 240.000 đồng. Ai chơi hàng 11 các chị lên đơn. Nói thế cho nó nhanh, nói nhanh cho nó vuông. Các chị ạ, 240.000 đồng xỉ bằng lẻ luôn nha các chị nha. Hàng 11 em lãi đúng 10.000. Hàng 11 em lãi đúng 10.000 luôn. Các chị lên đơn giúp em là rẻ. Ủa vẫn lên đơn rẻ 48 luôn. Sợ quá chị ạ. Ok, rẻ 48 nhận đơn. Rẻ 49 cho em 240.000 đồng xỉ bằng lẻ luôn. Mã code này, mã code ở bên túi luôn này mọi người này. Mã code luôn ở túi này. Tác sườn luôn này. Ok là chưa ạ? Tác sườn đây. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 49 kèm số điện thoại giúp em 240.000 đồng. Rẻ 49 kèm số điện thoại 240.000 đồng nhá mọi người ơi. Rẻ 50 lên đơn luôn. Em chụp lại. Rẻ 50 kèm số điện thoại giúp em. Bản này mới đỉnh này. Một đứa cắm sạc sang đây rồi chị ơi. Cắm sạc sang đây rồi chị. Rẻ 50 kèm số điện thoại giúp em. Bản DG này. Các chị nhìn túi này. Đỉnh đét luôn. Rẻ 50 kèm số điện thoại. Ai chưa có màu cam trong thủ đồ của mình, các chị nhìn màu cam hàng hàng 11 này. Đỉnh chưa? Like ong 11 cho các chị luôn. Bản đôn chề cặp bằng lề. Trời ơi, đây đôn chề của anh em đây. Được chưa ạ? Đôn chề của anh em đây. Các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 50. Rẻ 50 kèm số điện thoại giúp em 260.000 đồng. Hàng 11 em bán tặng các chị xỉ bằng lẻ luôn. Lấy trải nghiệm, ok la chưa ạ? Rẻ 50 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn rẻ 50 kèm số điện thoại 260.000. Nhá mọi người ơi, nhìn cái cổ này, xịn xó. Rẻ 50 kèm số điện thoại giúp em 260.000 đồng. Eo ơi, giá cả man luôn các chị ạ. Giá cả man luôn, nhìn đây này. Nhìn mã check này. Ok la chưa? Rẻ 50 kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 260.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Tiếp tục, rẻ 51 giúp em đập hộp siêu cướp VIP tiền triệu. Eo ơi, bán cho các chị tiền chục tiền trăm. Bán cho các chị tiền chục tiền trăm luôn nhá mọi người nhá. Vẫn full tag mark, full thẻ cả cho các chị. Vẫn full tag mark, full thẻ cả cho các chị. Rẻ bao nhiêu rồi ạ? Rẻ 51. Rẻ 51 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Bản nới xịn test luôn. Rẻ 51 kèm số điện thoại giúp em 225.000 đồng. Đã mọi người nhá, mọi người nhìn này. Nhìn MLB này. Nó còn bo viền cổ như thế này. Được chưa ạ? Ngại ngần gì mà không xuống tiền. Chốt luôn vào ngay cho em. Má hàng rẻ 51. Rẻ quá các chị. Rẻ 51. Bỏ cho chị cái này ra gần đây. Rẻ 51 kèm số điện thoại giúp em 225.000 đồng. Nhận hàng chuẩn xịn nhá. Nhận hàng chuẩn xịn full book cho các chị luôn. Được chưa ạ? Chú có book là mình nhận hàng 225.000. Má hàng rẻ 51 nhá mọi người nhá. 225.000. Rẻ 52. Để toán. Đỉnh đét luôn. Rẻ 52 cho em. Ai lấy các chị lên đâu. Rẻ 52 này. Eo ơi này. Đỉnh cái chót luôn này. Đỉnh đét luôn này. Rẻ 52 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. 159.000 đồng. Nhận đơn đúng 12 cái là hết hàng. Nhận đơn đúng 12 cái là hết hàng. Bản GC đá 159. Nhìn hàng giúp em. Áo len này, hàng xịn sò như thế này luôn. Được chưa ạ? Hàng hát xịn sò như thế này luôn. Full tăng mắc. Anh em mua được ở đâu với giá là 159.000. Không bao giờ mua được ở đâu với giá 159.000 luôn. Xịn trợ giá chiết khấu thêm. Ok la chưa? Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 52 kèm số điện thoại giúp em 159.000 đồng nhá mọi người nhá. Form thoải mái nhìn chất len nhà em này. Căng kéo thoải mái luôn. Ok la chưa? Không bai cũng giáo luôn. Tự tin luôn nhá mọi người nhá. Rẻ 52 kèm số. Ok các chị cứ lên 51 đi. Em chuyển sang 52 rồi. Rẻ 52 kèm số điện thoại giúp em 159.000 đồng. Rẻ 53 em tặng các chị. Rẻ 53 em tặng chị em mình luôn một bản thỏ GC. Hàng siêu cấp VIP ạ. Rẻ 53 kèm số điện thoại giúp em 69.000 đồng. Ai nhanh thì được. Ai chậm chân thì mất lượt nhá. Hẹn các chị sang năm ta gặp nhau. Được chưa ạ? Hàng này em xả lỗ cho các chị luôn. Các chị mua hàng nhà em là các chị biết. Xỉ là 115.000, lẻ là 129.000. Hôm nay em tặng các chị 69.000 đồng. Mã hàng rẻ 53 kèm số điện thoại.
Tiếp tục rẻ 54. Rẻ 54 cho em Hello Kitty hàng Thái này. Rẻ 54 cho em Hello Kitty hàng Thái 79.000. Trời ơi, yêu không? Xinh không? Rẻ 54 Hello Kitty hàng Thái. Nhìn hàng Thái này, bản Goshi chuẩn xịn, mua trực tiếp ở store luôn. Ok là chưa ạ? Store đang bán là 390 bạc. Hôm nay chốt tặng các chị giá bao nhiêu ạ? Giá bao nhiêu chưa báo giá? 79.000. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 54. Rẻ 54 kèm số điện thoại giúp em 79.000 đồng. Em ơi, vẫn lên rẻ 52, vẫn lên rẻ 51. Úi trời ơi. Rẻ 54, rẻ 54 cho em. Ok, em nhận đơn rẻ 53. Ok, các chị cứ comment nhá. Các chị nhận được tin nhắn shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn. Khách mới các chị lên giúp em cả địa chỉ. Một là lên địa chỉ ở trên livestream, hai là lên địa chỉ, hai là lên địa chỉ ở trong inbox giúp em nhá mọi người nhá. Hai là các chị lên địa chỉ ở trong inbox giúp em để nhà em lên đơn, gọi điện chốt đơn cho các chị. Rẻ 54 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Khách mới mua trên hai sản phẩm. Rẻ 54 kèm số điện thoại 79.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 54 kèm số điện thoại 79.000 đồng. Mã tiếp theo em lên các chị là một set bộ. Một set bộ gấu, à một set len. Đây ạ, hàng xịn sò như thế này luôn. Đơn giản, đẹp, cổ polo và không bao giờ lỗi mốt. Được chưa ạ? Set len của nhà em sẽ bao gồm một áo và một quần như thế này. Mã này em còn ít thôi. Mã này em chưa lên sóng nhưng mà khách sỉ ôm hết rồi các chị ạ này. Mã này em chưa lên sóng nhưng mà khách sỉ ôm hết rồi. Được chưa ạ? À, em về được 100 set. Em về được 100 set thì có một khách sỉ là ôm là 70 set. Khách thì ôm 5, khách thì ôm 10. Bây giờ em chỉ còn 10 set. Bì bốp khách mới mua thôi. Nhiều sản phẩm và vui lòng cộng giúp mình 100 nha bạn nhé. 199.000 đồng em bán lỗ sỉ bằng lại. Còn 10 set thôi, bán lỗ tặng các chị 199.000 set len. Ai lấy các chị lên đơn mã hàng rẻ 55 kèm số điện thoại của em 199.000 đồng. Eo ơi quá rẻ trong một cuộc tình luôn. Rẻ 55 kèm số điện thoại của em 199.000, phong thoải mái. Dưới 68 cân mình mặc ok la. Rẻ 55, ok em nhận đơn này. Rẻ 55 3 bộ ok này. Rẻ 55 lại 4 này. Rẻ 55 5 này. Rẻ 52 7 này. Rẻ 55 8 ok. Rẻ 55 kèm số điện thoại của em giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. Còn mấy bộ nữa thôi các chị lên đơn đi. Rẻ 55 lên đơn giá hơn luôn. Từ từ đó các chị ơi, cứ từ từ. Rẻ 55 thì em chỉ còn mấy bộ thôi. Rẻ 55 em chỉ còn mấy bộ thôi các chị ơi. Rẻ 55 kèm số điện thoại của em. Ok, rẻ 55 em in dự bị nhá. Rẻ 55 in dự bị mấy khách lẻ mới. Khách lẻ mới các chị bổ sung số điện thoại giúp em, được chưa ạ? Rồi các chị lên giúp em địa chỉ trên cùng một dòng comment, của các chị lên địa chỉ giúp em ở trong inbox nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? Rẻ 55 kèm số tài khoản được ghi ở bên dưới bình luận các bạn ơi. Để khách lẻ có bom thì nhà em còn chuyển sang cho khách. 199.000 đồng là em bán lỗ đấy mọi người ạ. 199 là em bán lỗ đấy. Không có giá đây đâu. Rẻ 56 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 56 kèm số điện thoại giúp em. Set này nhà em nhập vào là hàng 230.000. Em chốt lỗ cho các chị luôn. Số lượng còn bao nhiêu em ơi? Ok này. Rồi em còn 8 trắng. Rẻ 56 màu trắng. Và rẻ 56 màu đen giúp em này em ơi. Rẻ 56 màu trắng và rẻ 56 màu đen em tặng em kỷ niệm các chị, em biếu các chị luôn. Lỗ sắt mặt lờ luôn. Được chưa ạ? Rẻ 56 màu đen và rẻ 56 màu trắng, bộ siêu cấp fit. Chốt lỗ cho các chị luôn, xỉ bằng lẻ. Xỉ không giảm được một đồng nào nữa vì bán quá lỗ rồi. 179.000 đồng. 179.000 đồng cho mã hàng rẻ 56 màu đen. Rẻ 56 màu trắng giúp em nhé mọi người nhé. Rẻ 56 đen kèm số điện thoại. Mới cọc giúp mình. Rẻ 56 trắng kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Nhìn này, xịn sò chưa? 179.000 đồng, quá lỗ rồi. Cổ bo viền giúp em. Bản vịt đính kim sa, nhấp nha nhấp nhánh rất là xinh đẹp, xịn sò. Rẻ 56 kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 56 kèm số điện thoại giúp em. 179.000, phong thoải mái. Dưới 68 cân mình mặc ok la. Cặp quần là cặp chun này, dày dặn cho chị em mình luôn. Ghen bụng cực kỳ tốt. Dấu dáng nhá. Ok la chưa ạ? Rẻ 56 màu đen kèm số điện thoại. Rẻ 56 màu trắng kèm số điện thoại. Các chị lên đơn đi. Ok này. Rẻ 56 em ơi, lên đơn nhiều em. Đau cả đầu luôn. Rẻ 56 kèm số điện thoại giúp em. Em ơi, báng đầu các chị ơi. 179.000. Bộ này các chị có chốt nhiều đấy em. Phượng Nguyễn khách mới em chốt chuẩn nhá. Thật sự luôn, bộ này các chị có em chốt nhiều. Em cọc 100.000 trước đi, lên đơn đi. Rẻ 56 100
79.000 các chị ạ, lên đơn rẻ 56, kể cả các chị thốt nhiều em cũng không vui bởi vì em bán quá lỗ rồi. Chán nhỉ. Rẻ 56 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 56 màu đen và rẻ 56 màu trắng. Ok này. Ok, các chị cứ lên rẻ 56 nhá. Còn mười mấy bộ thôi. Sắp hết rồi. Vài bộ nữa là hết. Rẻ 56 màu đen. Ok này, rẻ 56 màu trắng ok này. Rẻ 56 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 57 mọi người. Úi dồi ôi, u là trời. Set tắt cho em, cho chị mấy set luôn đi. Rẻ 57 kèm số điện thoại giúp em. Phượng Nguyễn đồng ý cọc thì mình mới chốt đơn nhá bạn nhé. Ai lấy các chị lên đơn, set tắt này. Đẹp chưa, chưa rồi lên sóng luôn. Hy vọng lần đầu lên sóng là sẽ khách hàng cho vào một nốt nhạc nhé. Rẻ 57 kèm số điện thoại. Ôi ôi, vẫn lên rẻ 56, em đau đầu quá. Chị ạ, rẻ 56 ok. Rẻ 56 màu đen dồn ok chị không. Rẻ 57 giúp em thôi. Bây giờ mình phải hoan hỉ, mình nghĩ là không nghĩ lỗ nhiều nữa mà mình nghĩ là thôi mình bán hết đi. Rẻ 57 giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 57 ạ, 59.000 đồng một set. Một set sẽ gồm có 5 đôi sẽ có 10 chiếc cho chị em mình luôn. Tất của nhà em nó cũng phải là hàng tàu xịn như thế này. Tất của nhà em nó cũng phải là hàng tàu xịn và full tác mắc như thế này luôn mọi người. Rẻ 57 kèm số điện thoại nhé mọi người nhé, xinh quá. Rẻ 57 kèm số điện thoại, nhà em có khách bị nghiện đấy. Nhà em có khách bị nghiện mua tất đấy. Rẻ bao nhiêu? Rẻ 57, 59.000 đồng. Ok la chưa? Rẻ 57, 59.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn này, rẻ 58 này anh em ơi. Đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ok rẻ 57, ok rẻ 57. Em bảo rồi mà, khách nhà em mình nghiện tất mà. Hôm nay em bán, lần sau em sẽ không đặt mã rẻ nữa đâu. Em bán rẻ quá em váng cả đầu luôn các chị ạ. Em bán rẻ quá em váng cả đầu luôn. Ok rẻ 57, rẻ 57 5, rẻ 57 10. Xong hết rồi đấy các chị ạ, rẻ 57 ok dùng đơn. Ok rẻ 57. Anh mới ơi, bổ sung số điện thoại giúp em. Mua trên 3 sản phẩm vui lòng cộng 100.000 đồng một số tài khoản Nguyễn Thanh Thủy nhé. Em sẽ gửi số tài khoản cho các chị nhá, cho các chị bổ sung giúp em, được chưa ạ? Rẻ 57 kèm số điện thoại. Ok là rẻ 58. Rẻ 58 là set tất cao cổ 78.000. Rẻ 58 là set tất cao cổ giúp em 78.000 đồng nhá mọi người nhá. Hello Kitty, Sti con lợn rất là đẹp. Rẻ 58 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Rẻ 58 kèm số điện thoại nhá mọi người. 59.000. Ok là 78.000. Rẻ 58 là 78.000 đồng nhá mọi người ơi. Rẻ 58 là 78.000 đồng, xếp tất cao cổ cao hơn xếp tất thấp cổ. Ok là chưa ạ? Rẻ 58 ok, rẻ 58 em nhận đơn. Rẻ 58 ok, rẻ 57 em nhận đơn. Ok, rẻ 57 là xếp tất ngắn. Rẻ 58 là xếp tất dài. Ôi giời ơi, rẻ 58 kèm số điện thoại giúp em. Giá ối rồi ơi luôn, 78.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn, rẻ 58 ok. Ok các chị ơi, rẻ 58 ok, em nhận đơn này. Ok các chị cứ lên đơn cho em là rẻ 58. Rồi em sẽ lên đơn các chị là rẻ 59. Rẻ 59 này, hot hit này, gấu tím cho em. Rẻ 59, 78.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 59 kèm số điện thoại xì giảm xương xương. Ok là chưa? Rẻ 59 kèm okay, số điện thoại của Vbox nha bạn, gửi bill chuyển khoản vào Inbox nhé. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là rẻ 59 kèm số điện thoại giá bao nhiêu ạ? 78.000 đồng. Ôi quá là xinh luôn. Quá xinh luôn các chị ạ, rẻ 59 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn này, yêu không? Trời ơi là yêu không? Mua mấy cái áo màu tím xong mít với tất tím này. Đi cái đôi giày, đi đôi giày gì? Đôi giày gì quên tên này. Nó lòi ra này, đẹp, nói chung là đẹp anh em ạ, đẹp, đẹp không thể bỏ lỡ. Ok, rẻ 59, ok. Các chị lên đơn giúp em, rẻ 58 em nhận đơn nhá. Ok này, rẻ 58, ok, rẻ 59. Ok, ôi, vẫn lên rẻ 58 nhiều thế nhở. Rẻ 59 em nhận đơn, ok các chị. Sắp hết rồi, các chị lên đơn nhỉ. Rẻ 58 sắp hết rồi. Ai không được rẻ 58, các chị chuyển sang rẻ 59 cũng được nha các chị nhá. Mã này của nhà em là rẻ 60 kèm số điện thoại, đẹp lắm. Rẻ 60 kèm số điện thoại giúp em. Ai thích lên lưới các chị lên luôn. Rẻ 60 kèm số điện thoại giúp em. Lên lưới của nhà em xinh lắm. Lên lưới này, mã P giúp em này, của Lada này. Các chị lên lưới giúp em là rẻ 60 màu nâu và rẻ 60 màu trắng. Số lượng em còn ít, em toang kho cho các chị luôn. 169.000 đồng em thề luôn. Rẻ hơn cả giá nhà em đang bán xịn. Ai lấy các chị lên đơn luôn và ngay. Rẻ 5, rẻ 60 màu trắng. Rẻ 60 màu trắng hàng chuẩn xịn như thế này 169.000 báo luôn giúp chị xỉ bằng này.
169.000 đồng. Cái này ở đâu đấy? 169.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn ạ? À? Rẻ 60 set tất, các chị comment mã giúp em. Em có 575859 cơ. Set tất em có 575859 cơ mọi người ơi. Rẻ 60 giúp em, ai lấy các chị lên đơn ạ? Rẻ 60 169.000. Rẻ 60 169.000 đồng. Rẻ 60 màu trắng 169. Rẻ 60 màu nâu giúp em 169.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn báo luôn, xỉ bằng lẻ. Giá 169 là rẻ hơn của giá xỉ rồi. Chất len lưới rất là đẹp, 169.000 đồng. Ok em nhận đơn này. Ok, rẻ 60. Ok là này, hàng chuẩn xịn. Khuôn tắc mắc này. Mắt mình nó bị làm sao? Rẻ 60 giúp em, giá bao nhiêu ạ? 169.000. Em ơi cho chị áo phông đi để em chị like nhanh. Rẻ 60 kèm số điện thoại giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 61 của nhà em là hàng 11. Bây giờ là em sẽ like nốt theo chương trình nhân viên đưa hàng nhá các chị nhá. Ngày mai sẽ like theo yêu cầu sau nhá. Rẻ bao nhiêu rồi? Rẻ 61 kèm số điện thoại giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Sao lâu ra em này. Về chưa? Mã này hot girl 5 bán 790. Mã này hot girl 5 bán là 790.000. Rẻ 60 em nhận đơn, ok chị yêu. Các chị cứ lên giúp em là rẻ 60 này. Đỉnh không? Lại bảo là không đỉnh đi. Mà lãi bao nhiêu ạ? Ôi lãi có 10.000, ok rẻ 60 các chị cứ lên đơn nhá. Có người nhá. Rẻ 60 anh em cứ lên đơn giúp em. Rẻ 61 giúp em. Và lưu ý này, khách mua nhiều với lòng cọc giúp nhà em. Nhà em không dồn đơn từ ngày này sang ngày khác nhá. Nhà em có một cái hay là không dồn đơn từ ngày này sang ngày khác. Nên khách mà bom em á, nó bom cho em toàn 2-3-4 đơn thôi các chị. Thì ngày nào cũng mua xong rồi bom. Khách mua nhiều phải cọc thì nhà em phải lên đơn, không cọc nhà em không lên đơn đâu. Rẻ bao nhiêu rồi ạ? 61. Rẻ 61, 230.000. 230.000, lãi đúng 10.000 cái tình cảm. Ok la chưa? Bỏ ra 220.000 để lãi 10.000. Các chị thấy em buôn đỉnh không? Các chị thấy em buôn có đỉnh không? 230.000 đồng. Mã hàng rẻ 61 kèm số điện thoại hàng 11 nhé mọi người nhé. Hàng like out 11. Rẻ 61 kèm số điện thoại. Rẻ 61 kèm số điện thoại. 230.000. 230.000. Rẻ 62. Rẻ 62 kèm số điện thoại giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 62 kèm số điện thoại mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là rẻ 62 kèm số điện thoại. Em nhận đơn 59.000 đồng. Cho những ai xem đến giờ phút này, hàng siêu cấp VIP, bán tặng các chị 59.000 đồng. Rẻ 62 kèm số điện thoại. Rẻ 62 59.000 đồng, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 62 kèm số điện thoại 59.000 ạ. Rẻ 62 kèm số điện thoại em nhận đơn 59.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 63 em bán lỗi cho các chị luôn, em còn mấy cái thôi. Rẻ 63 áo váy cho em, à quên nhầm, váy cho em. Rẻ 63 kèm số điện thoại váy nhá mọi người. Rẻ 63 kèm số điện thoại giúp em, váy cho em. Em xả lỗ cho các bác luôn, hàng hè là em xả lỗ luôn. Được chưa ạ, xỉ lẻ bằng nhau, xỉ không giảm đồng nào, quá lỗ rồi. Nên các chị đừng hỏi em là xỉ bao nhiêu tiền, vì nó quá lỗ rồi các chị ạ. Rẻ 63 kèm số điện thoại giúp em, ai lấy các chị lên đơn 130. Chất mát lịp tim. Đâu ơi các chị có đi, em nói thật nhá, các chị có đi vòng quanh chợ Ninh Hiệp, đi mỏi chân không bao giờ mua được giá này. Nói thế cho nó nhanh. Rẻ 63 kèm số điện thoại, giá bao nhiêu ạ? 130.000. Ok rẻ 62 các chị cứ lên đơn đi. Ai lấy rẻ 63 các chị lên đơn rẻ 63 nhá. Rẻ 62 ok rồi các chị cứ lên đơn nhá mọi người nhá. Rẻ 63 ok la. 130. Ok, rẻ 63 130 ok la. Rẻ 63 kèm số điện thoại giúp em 130.000 đồng. 130 quá rẻ luôn mọi người. Rẻ 64 em có hai vòng màu đen. Và rẻ 64 em có màu xám. Lúc trước nhà em đang bán là 159.000 nên em chốt sale các chị với giá là 73.000 đồng. Rẻ 63 73.000 đồng em ơi. Rẻ 63 73.000 đồng. Rẻ 64. Rẻ 64 giúp em 73.000 đồng, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 64 73k kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 64 cho em 73k kèm số điện thoại. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. Rẻ 64 giá bao nhiêu ạ? 73.000 đồng, quá rẻ luôn. Rẻ 64 73.000. Rẻ 65 ok, rẻ 64 kèm màu anh em ơi. 64 kèm màu. Rẻ 65 giá
xỉ là 150. Em còn dưới 10 cái em tặng các chị luôn. Em tặng các chị dưới cả giá em nhập luôn, được chưa ạ? 129.000, 129 cho em nhập vào là 140.000. Hôm nay em bán cho các chị là 129.000. Ai lấy các chị lên đơn giúp em mã hàng rẻ 65, 129. HM chuẩn xịn, được chưa ạ? Đây ạ, nhựa đá luôn, nhựa đá 7 màu luôn, rẻ 65, 129.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn rẻ 65 kèm số điện thoại giúp em, rẻ 65 kèm số điện thoại 129.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 65 129 số điện thoại giúp em 129.000. Rẻ 66 này mọi người ơi, rẻ 66 em có, rẻ 66 em có màu xanh lá. Ôi giời, tôi chịu đây. Xanh lá và xanh dương. Rẻ 66 em có hai màu xanh lá và xanh dương, hàng mới về. Ok la chưa? Hàng mới về. Em kỷ niệm các chị luôn 199.000 chỉ giá xương xương. Rẻ bao nhiêu rồi ạ? Rẻ 66. 66. Rẻ 66 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 66 kèm số điện thoại. Rẻ 66 là váy, váy len xịn sò. Rẻ 66 lên màu giúp em. Rẻ 66 màu xanh lá. Và rẻ 66 màu xanh dương nhá mọi người nhá. Rẻ 66 màu xanh lá và rẻ 66 màu xanh dương 199.000. Xỉ dàn xương xương nha mọi người. Đây mới là hàng tàu xịn này. Được chưa ạ? Full tắc mát xịn sò như thế này. Chứ cái hàng mà không có tắc mát mà nó nhỏ hơn, nó là hàng loại 2, loại 3 thôi mọi người. Rẻ 66 màu xanh dương giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 199.000. Rẻ 66 màu xanh lá 199.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 66 kèm màu kèm số điện thoại. Kèm màu kèm số điện thoại. 199.000. 199.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là rẻ 66 kèm số điện thoại. Ok là chưa ạ? Ok. Rẻ 67 em nhận đơn này. Ok 66. Rẻ 67 em nhận đơn nhá mọi người ơi. Ok rẻ 66. Ok rẻ 66 kèm màu đi mọi người. Rẻ 66 kèm màu luôn. Ok là rẻ 66 ok này. Rồi rẻ 67 cho em. Yêu bản gấu bia zip cho em hàng thu rất là xinh. Rẻ 67 kèm số điện thoại. Ô nhỏ xinh lắm. Rẻ 67 149.000 xỉ 140. Quá rẻ luôn. Má này em chỉ còn mấy chục cái được hết hàng. Má này em về 150 cái. Giờ chắc chỉ còn tầm 2-3 chục cái thôi. Các chị lên đơn giúp em má này. Rẻ 67 kèm số điện thoại giúp em 149.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 67 kèm số điện thoại 149 ạ. Má này em tặng kỷ niệm các chị lỗ luôn này. Má này em tặng các chị 58.000 lỗ. Rẻ 68 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Cú phát cứ đơn ạ. Rẻ 68 kèm số điện thoại 58.000 đồng. Bản đời đi xịn này. Bản đời lưu xịn luôn nhá. 58.000. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là rẻ 68, 58.000 đồng. Rẻ 68 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 68 kèm số điện thoại. Rẻ 68 kèm số điện thoại giúp em. Khách mới là gửi chung số điện thoại giúp em. Mua trên 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp nhà em. Để nhà em lên đơn nhá mọi người nhá. Mua trên 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp nhà em. Để nhà em lên đơn. Rẻ 68 này. Sao không đợi chị ném ra. Rẻ 68 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị comment nhé. Rẻ 68 kèm số điện thoại ạ. Đẹp xỉu luôn. Rẻ 68 kèm số điện thoại. Má này bị phố màu này hậu ơi. Má này bù màu giúp chị. Gửi vào trong nhóm. Bảo chúng nó bù màu chị nhé. Rẻ 68 kèm số điện thoại giúp em. Xin link ấy. Rẻ 68 kèm số điện thoại. Ok la chưa ạ? Má này của nhà em là rẻ 69 nhé mọi người ơi. Rẻ 69 em còn rất là ít. Rẻ 69 em còn cực kỳ ít luôn. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 69 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Rẻ 69, rẻ 66 ok này. Đấy vẫn lên đơn dã man luôn các chị ạ. Đâu ơi, cứ nổ đơn nằm bấm như thế này. Các chị ơi hôm nay bán rẻ quá. Chắc là mai em không làm mã rẻ nữa đâu các chị ơi. Mai em không làm mã rẻ nữa đâu. Mã này rẻ bao nhiêu rồi bạn ơi? 69. Rẻ 69 bản CC xịn sò, sọ xịn. Ok là chưa ạ? Rẻ 69 cho em trái tim. Bản CC trái tim. Em có 2 màu, màu đen và màu trắng. Em còn mấy cái đâu, không có nhiều đâu.
199.000 đồng. Rẻ 69 kèm số điện thoại. Em mã này xinh lắm, hôm trước khách hỏi em còn bảo hết. 199.000. Mã này xinh lắm luôn ý, hôm trước khách hỏi em còn bảo hết cơ mọi người ơi. Đây ạ. Rẻ 69 giúp em 199.000 đồng. Em có rẻ 69 màu đen và rẻ 69 màu trắng. Mã này các chị đi mua ngoài 450. Chuẩn như thế này luôn. Hôm nay em chốt sale các chị 199.000. Ai nhanh thì được, thì xin lắm. Mã này hàng hè may nhái rất là nhiều. Nhưng mà hàng chuẩn của em bên nó là áo len. Áo len nhá mọi người nhá. Rẻ 69 màu đen và rẻ 69 màu trắng giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 199.000. 199.000 đồng. Rẻ 69 199 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Rẻ 69 199.000 đồng kèm số điện thoại. 69 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 69 kèm màu ok. Rẻ 69 ok kèm màu giúp em các chị ơi. Rẻ 69 kèm màu đi. Rẻ 69 em có màu đen và rẻ 69 em có màu trắng ạ. Rẻ 69 em có màu đen và rẻ 69 em có màu trắng nhá mọi người ơi. 199.000. Rẻ 70 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 70 em có 2 màu. Em kỷ niệm nốt các chị nhá. Mã rẻ 70 đúng không? Ok, rẻ 69 trắng ok. Rẻ 69 này ok. Rẻ 69 đen ok. Rẻ 69 hai cái ok. Các chị lên đơn giúp em là rẻ 69. Rẻ quá nhờ các chị nhờ. Rẻ 69 đen và rẻ 69 trắng ok. Rẻ 69 đen ok chị yêu này. Mua nhiều vui lòng cọc thêm giúp nhà em nhé các chị nhé. Mua nhiều vui lòng cọc thêm giúp nhà em. Đơn nào nhiều cũng cọc đơn đấy giúp em nhé các chị nhé. Để mà các chị bon hàng nếu còn gỡ được tiền ship em nói thật là như thế. Vì em bán quá là rẻ rồi mà em lãi 100.000 một cái thôi. Ừ thì các chị bon thì kệ các chị. Nhưng em bán quá rẻ rồi các chị ạ. Các chị mua 2 sản phẩm em bật ship. Nếu mua trên 3 sản phẩm vui lòng cọc giúp nhà em. Từ sản phẩm thứ 3 là phải cọc. Mã này là rẻ 70, em có 2 màu. Rẻ 70 màu đen và rẻ 70 màu trắng giúp em. Rẻ 70 em có 2 màu này. Đen và trắng. Rẻ 70 em có màu đen và rẻ 70 em có màu trắng. Em chốt đơn cho các chị với giá là 77.000 đồng. Mã này của nhà em là hàng Thái, siêu đẹp luôn. Tag này còn in nổi trên áo luôn nhá mọi người nhá. Em này không có hàng nhái đâu. Xinh lắm, mã này mặc đôi được. Mã này mặc đôi mặc tin đều được các chị này. Rẻ 70 đen kèm số điện thoại. Rẻ 70 trắng kèm số điện thoại. 77.000. 77.000 em ơi. Dã man luôn. Rẻ 70 kèm số điện thoại giúp em. 77.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 70 kèm số điện thoại. 77.000 đồng. Em ơi dã man. Rẻ 70 ok là. Em biết 70 đen và 70 trắng. Em bảo rồi mà các chị ơi. Người chơi hệ Thái này. Các chị đâu. Lên mã cái là chốt đơn liền à. 77.000 quá rẻ luôn các chị ạ. Rẻ 70 ok là. Hai đen ok là đấy em bảo. Rẻ 70 kèm số điện thoại giúp em. Trời ơi rẻ không mọi người ơi. 77.000. Các chị nhận hàng Thái đi xong rồi sang năm các chị lấy ủng hộ em nhá. Rẻ 71 giúp em. Siêu đẹp luôn. Rẻ 71 của nhà em là áo nỉ. Ôi dồi ôi các chị ơi. Nhìn book cho em. Em tặng các chị luôn nhá. Rẻ 77 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? Rẻ 71 kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn. Giá man con nha luôn. Màu này phê không? Eo ơi. Mùa đông mặc cái màu này thì eo ơi. Các chị ơi. Đẹp mất người luôn. Đẹp kiểu lạnh lùng băng giá luôn. Các chị ạ. Ai lấy các chị comment cho em. Mã hàng rẻ 71 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Em về bù mã em tặng các chị luôn ạ. Hàng siêu cấp VIP full tắc mắc xịn sò như thế này. Ok là chưa? Em kỷ niệm các bác. Rẻ 71 kèm số điện thoại giúp em. 199.000 đồng chưa bao giờ có. 199 em nhận đơn. Rẻ 71 kèm số điện thoại. 199.000 đồng các chị ơi. Ai nhanh thì được. Pin không vào này. Rẻ 71 kèm số điện thoại. Rẻ 71 kèm số điện thoại cho em. 199.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 71 kèm số điện thoại. 199.000 đồng. Chất nỉ chân cua dày dặn. Ok em nhận cọc này. Rẻ 71 kèm số điện thoại này. Ok khách mới vui lòng cọc thêm giúp nhà em nhé. Khách mua nhiều vui lòng cọc thêm giúp nhà em. Rẻ 71 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. 199.000. Rẻ 71 kèm số điện thoại ok. Một mẫu duy nhất. Phong cân nặng dưới 68 cân. Các chị mặc ok la. Nhìn cái hộp là các chị biết. Đỉnh của chóp luôn. Xịn, đét, nét căng luôn. Các chị ạ. Rẻ 71 giúp em giá bao nhiêu ạ? 199.000. 199.000 đồng. Rồi.
72 em lên đơn luôn này mọi người ơi. Để 72 xinh lắm. Vào điện. Cắm lại cái dây sạc. Rồi. Ok. Rẻ 72 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn này. Rẻ 72 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Bản CC rất là xinh. Bản này em tặng em kỷ niệm các chị nhá. Được chưa ạ? Em chỉ còn một tầm 7 đến 8 cái thôi. Em chốt sale các chị lỗ luôn. Rất là đẹp. Hàng chuẩn xịn full tag mark như thế này. 163.000 đồng. Xỉ không vào điện đúng không? 163.000 đồng. Xỉ bằng lẻ giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Thôi bỏ qua đi. 163.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Mã rẻ bao nhiêu rồi em ơi? Rẻ 72. Rẻ 72 kèm số điện thoại giúp em. 163.000. 163.000 đồng. Siêu đẹp. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 73. Rẻ 72 kèm số điện thoại giúp em. 163.000. Hàng này mới là hàng loại 1 này. Các chị nhìn chất len này. Siêu đẹp, chất len lưới cực đẹp luôn. Rẻ 72 kèm số điện thoại 163.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 72 kèm số điện thoại 163.000. Rồi em lên cho các chị mã hàng rẻ 73 cho đấy. Rẻ 72 ok em nhận đơn ơi. Rẻ 74 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 74 của nhà em là hàng 11 ạ. Rẻ 74 của nhà em là hàng 11. Các chị xin chào. Rẻ 7 mấy? Đưa chị cái đường. Rẻ 73 kèm số điện thoại giúp em. Hàng 11 này ôi cái màu be nó đẹp lắm. Các chị ạ, cái màu be nó đẹp lắm luôn. Rẻ bao nhiêu? 73. Rẻ 73 em có màu đen. Và rẻ 73 em có màu be. Màu đen và màu be giúp em này. Hàng 11 này. Ôi chưa lên một mã 11 nào. Các chị nhìn hình này phê không? Nét căng màn hình luôn nhá mọi người nhá. Nét căng màn hình luôn. Rẻ bao nhiêu ạ? 73. Rẻ 73 màu đen và rẻ 73 màu be 240.000 đồng. Rẻ 73 màu đen và rẻ 73 màu be giúp em 240.000 đồng nhá các chị nha. Ai lấy các chị lên đơn giúp em rẻ 73 be 240. Lãi đúng 10.000. Rẻ 73 đen 240.000 đồng. Em cho các chị đi khảo giá thoải mái. Được chưa ạ? Trên livestream của em rất là nhiều người đang xem ạ. Rất là nhiều người bán hàng đang xem chứ đừng nói là rất là nhiều người mua hàng. Các chị ạ, nên em cho các chị đi khảo giá thoải mái đây. 240.000 đồng, bỏ ra 230.000. Lãi về 240.000. Ok là chưa? Lãi không? Rẻ 73 kèm màu kèm số điện thoại 240.000 đồng. Rẻ 75 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 75 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 75 em có 2 màu, em đập hộp luôn. Rẻ 74 em có 2 màu, em đập hộp cho các chị luôn. Đỉnh không? Rẻ 74 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Em ơi. Rẻ 74 kèm màu kèm số điện thoại. Áo chị mặc là rẻ bao nhiêu đấy? Rẻ 67 ạ, 149.000 đồng. Áo em đang mặc là rẻ 67, 149.000 đồng. Hello chị yêu. Rẻ 67 nhá mọi người nhá. Rẻ 67 cho em này. Các bác lên đơn cho em này. Rẻ 67 kèm màu. À rẻ 7, áo em đang mặc là rẻ 67, 149.000. Áo này là rẻ 74 cho em. Em lên đơn nó chỉ giá bao nhiêu thì được đấy. Giá bao nhiêu ta? 220. 249, hôm nay em chốt sơ đơn cho các chị với giá là 229 đi. 229 nhá. Được chưa ạ? Áo dày GC xịn sò như thế này. Ai lấy các chị lên đơn. Khách hỏi có mác sườn không thì đây giày có mác sườn cho các chị luôn. Được chưa ạ? Đây ạ. Giày có mác sườn cho các chị luôn. Được chưa ạ? Lên đơn giúp em mã hàng xả rẻ 74 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 229.000. 229.000. Rẻ 74 màu trắng 229 ạ. Rẻ 74 màu đen cho em 229.000. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy cho chị xin 6 mã nữa. Rẻ 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 229.000. 229.000. Rẻ 74 trắng và rẻ 74 đen. Rẻ 74 trắng và rẻ 74 đen giúp em 229.000. 229.000 đây đâu. Rẻ 74 trắng và rẻ 74 đen 229. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Rẻ 74 đen đây. Ok này, đấy em biết mà.
đơn mà. Rẻ 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đây, rẻ 74 đen này, đẹp lắm. Rẻ 74 đen 229.000 đồng, hàng full book xịn sò. Nói chung hàng book của nhà em thì các chị cứ yên tâm là rẻ mà chuẩn xịn luôn. Rẻ 74 trắng giúp em 229.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. À? Rẻ 74 trắng 229 kèm số điện thoại này. Rẻ 74 đen này 229.000 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 74 đen và rẻ 74 trắng 229 kèm số điện thoại. Rẻ 75 em lên cho các chị một bản Dior. Này bạn ơi. Rẻ 75 em lên cho các chị một bản lưới Dior nhé mọi người nhé. Xinh lắm. Rẻ 75 em có hai màu. Rẻ 75 màu đen và rẻ 75 màu trắng. Rẻ 75 màu đen và rẻ 75 màu trắng. Quần em mà các chị comment giúp em là quần SML. Quần em mà các chị comment cho em là quần SML nhá mọi người nhá. Em chốt đơn quần cho các chị với giá là 239.000. Xỉ bằng lẻ luôn. Hết giá rồi. Các chị ạ, rẻ lắm nhỉ. Mã này của nhà em là rẻ 75. Áo len lưới siêu xinh. Tất nhiên là mặc áo đen ở bên trong thì cái nào nó cũng lộ được các chị. Rẻ 75 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Các chị lên đơn giúp em là rẻ 75 xanh lá kèm số điện thoại ạ. Rẻ 75 than kèm số điện thoại. Rẻ 75 xanh lá kèm số điện thoại bản Dior theo này. Giá bao nhiêu em ơi? Quên rồi. 119 ạ. Ôi rẻ quá. 119.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 75 màu than 119. Rẻ 75 màu lá giúp em 119.000. Rẻ 75 màu than 119. Rẻ 75 màu lá cho em 119.000. Ai lấy các chị lên đơn nhá. Rẻ 75 kèm màu kèm số điện thoại. Ok là chưa? 119.000. 119.000 em có nhìn thấy mọi người đấy, mọi người cứ comment chốt đơn nhá mọi người nhá. Em không đọc tên đâu ạ. Rẻ 76 giúp em. Đấy, không đọc tên thì mới nhanh được như thế này mọi người ơi. Rẻ 76 giúp em. Số lượng có hạn em chốt sale cho các chị 209.000. 209.000 nhìn kỹ cho em này. Bản GC 1921 hàng cao cấp. Cứ nhìn bát hàng cao cấp là các chị biết. Rẻ 76. Rẻ 76 209.000. Trời ơi, đẹp quá. Rẻ 76 cho em 209.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 76 209 kèm số điện thoại ạ. Rẻ 76 cho em 209.000 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 76 kèm số điện thoại 209.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 76 kèm số điện thoại 209.000 nha mọi người ơi. Rẻ 76 ạ. Rẻ 77 đấy. Rẻ 77. Rẻ 76 kèm số điện thoại. Hoặc rẻ 76 dồn đơn nhá. Các chị mua trên 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp em 100.000 đồng. Và số tài khoản Nguyễn Thanh Thủy vừa lấy áo đây chị đưa cho 3 tiền nhá. 270 cái thứ của chị ấy. Áo hàng 11 này, 270.000. Áo GC 11 270.000 nhá mọi người nhá. Xỉ bằng lẻ cho em hàng 11. 270 các chị lên đơn cho em mã hàng. Rẻ 77 kèm số điện thoại cho em. Rẻ 77 kèm số điện thoại 270.000. Siêu rẻ luôn. Rẻ 77 kèm số điện thoại. Rẻ 78 chị xin giá. À đây rồi. Rẻ 78 cho em. Đây các chị hỏi len dài có len dài luôn này em ơi. Rẻ 78 238.000 đồng. Em có 3 màu. Rẻ 78 màu nâu 238.000 đồng. Bản CC đẹp lắm. Bản CC siêu đẹp luôn. Hàng chuẩn xịn luôn. Rẻ 78 em có nâu 238. Rẻ 78 em có trắng 238.000. Eo ơi chất len mịn lắm mọi người ơi. Chất len mịn lắm. Mã này nó thiên về cái chất. Eo ơi sờ sướng cực luôn. Rẻ 78 trắng. Rẻ 78 đen và rẻ 78 nâu giúp em. Rẻ 78 đen, trắng và nâu 238.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 78 238 kèm số điện thoại. Rẻ 78. Ok rẻ 77 em nhận đơn. Rẻ 78 238 kèm số điện thoại ạ. Rẻ 78 238.000 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Rẻ 77. Rẻ 78 các chị ơi. Ok em nhận đơn rẻ 77 rồi. Rẻ 78 giúp em 238.000 kèm số điện thoại.
rẻ 78 238.000 kèm số điện thoại. Rẻ 78 kèm màu kèm số điện thoại 238.000. Rẻ bao nhiêu rồi? Chuyển sang mã rẻ 79. Chị 66.000 đồng. Mã này nhà em là 168. Hàng ADLV. Em chốt cho các chị 66.000 đồng. Ai lấy các chị lên thôi. Xả 79 kèm số